Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 54, người quen. Cái này, chúng ta đi sẽ không tốt lắm. Chu Dương rất do dự, vô thức nhìn về hướng Tạ Linh Ngọc. Đối với anh, tham dự bữa tiệc sinh nhật không phải là một chuyện lớn gì. Nhưng phải xem đó là bữa tiệc sinh nhật của ai. Giống như thế này, Chu Dương không hề quen biết đối phương, nên hoàn toàn không cần phải tham gia. Chu tiên sinh, Tạ tiểu thư, Tô tiểu thư đã mời mọi người, thì mọi người đừng ngại đi xem, nói không chừng sẽ gặp phải chuyện tốt gì đó. Giám đốc Trịnh thấy sự do dự của Chu Dương, liền cười thuyết phục. Được rồi, Linh Ngọc, em đi cùng với anh. Chu Dương không còn do dự nữa, trực tiếp đồng ý, còn gọi Tạ Linh Ngọc cùng đi. Dù sao bây giờ hành vi của Tô Hiểu Manh cũng hơi kỳ lạ, Chu Dương luôn cảm thấy một mình đi cùng với cô ấy không tốt. Mà có Tạ Linh Ngọc ở bên cạnh, Chu Dương cũng sẽ thoải mái hơn. Quan trọng nhất, chuyện tốt của giám đốc Trịnh nói, Chu Dương cũng hy vọng rằng Tạ Linh Ngọc có thể gặp phải. Dù sao chuyện khiến giám đốc Trịnh nói là chuyện tốt, đối với anh, đối với Tạ Linh Ngọc, nhất định là một chuyện tốt. Tuyệt quá rồi, giờ tôi có một người con trai đi cùng. Thấy Chu Dương đồng ý, Tô Hiểu Manh cười tươi, nhảy nhót vui mừng, khuôn mặt đầy kích động nhìn Chu Dương. Chẳng mấy chốc, dưới sự dẫn dắt của giám đốc Trịnh và Tô Hiểu Manh, Chu Dương và Tạ Linh Ngọc đã đến tầng 9 của câu lạc bộ Silver Lake. Chu Dương biết, tầng 9 của câu lạc bộ Silver Lake cần thẻ hội viên cấp thứ 3 mới có thể đặt chân đến. Mà lệ phí của hội viên sơ cấp là 100.000, lệ phí của hội viên cấp thứ 3 lên tới 300.000 tệ. Mà cái này, cũng chỉ có nghĩa là bạn đủ điều kiện để lên tầng 9 mà thôi. Nói cách khác, 300.000 tệ, cũng chỉ là giấy thông hành lên đến tầng 9 của câu lạc bộ Silver Lake. Chu Dương không ngờ rằng Tiểu Hân đó trong miệng Tô Hiểu Manh lại có thực lực như thế, có thể tổ chức bữa tiệc tối sinh nhật ở tầng 9. Dưới sự dẫn dắt của giám đốc Trịnh, đường lên tầng 9 của mọi người không bị cản trở. Vừa đến tầng 9, Chu Dương cảm thấy xung quanh đều yên tĩnh hơn. Ánh đèn mờ ảo êm dịu, khiến cả tầng thứ 9 phản chiếu xinh đẹp lung linh. Trên bức tường treo nhiều loại bức tranh nổi tiếng khác nhau, càng là nổi bật đẳng cấp và quy cách. Chu tiên sinh, mời đi bên này. Giám đốc Trịnh hướng dẫn đường đi. Em đưa anh đi, anh Dương, anh đi cùng em đưa anh đi gặp Tiểu Hân. Nhưng Tô Hiểu Manh muốn kéo Chu Dương đi theo hướng khác. Chậm đã, Tô tiểu thư, như vậy không tốt, chúng tôi vội vàng đến gặp chủ nhân bữa tiệc như vậy, cũng không chuẩn bị quà sinh nhật, có phải không tốt lắm? Chu Dương dừng bước, trầm giọng nói. Anh biết, Tô Hiểu Manh trước mặt này có thể có mối quan hệ tốt với Tiểu Hân. Nhưng anh và Tạ Linh Ngọc thì không. Họ cũng chỉ là người qua đường, là người lạ, kể cả khi bên kia giữ thể diện cho Tô Hiểu Manh, cười mừng chào đón, trong lòng chắc cũng sẽ không thèm nhìn họ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đã là như vậy, chỉ bằng không cần gặp thì tốt hơn, chỉ cần tại bữa tiệc tối nhìn xem, coi như cùng đi Tô Hiểu Manh là được. Vậy cũng được, nhưng anh Dương anh yên tâm, Tiểu Hân rất tốt, cô ấy nhất định sẽ thích anh. Tô Hiểu Manh không có cách nào khác. Bữa tiệc tối sinh nhật được tổ chức tại sảnh chính trên tầng 9. Trên tầng 9 câu lạc bộ Silver Lake có 3 sảnh chính. Bồng Lai, Phương Trượng, Tấn Châu. Đây là dựa vào tên của 3 tiên đảo cổ tích cổ xưa mà đặt tên. Mà 3 sảnh chính này đều là quy cách cao nhất, giống như một xứ sở thần tiên trên trái đất. Bữa tối sinh nhật lần này được tổ chức tại sảnh Bồng Lai. Mấy người đến sảnh Bồng Lai, vẫn chưa bước vào thì nghe thấy tiếng cười vui ở bên trong náo nhiệt. Tuy nhiên có rất nhiều người Chu Dương không quen biết, vì vậy anh chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh, chờ kết thúc bữa tiệc. Hiểu Manh, sao cậu lại chạy đến đây? Chu Dương còn chưa ngồi xuống, một giọng nói ngạc nhiên phát ra từ phía sau người. Anh lập tức quay đầu lại nhìn, thì thấy một cô gái trẻ mặc váy, còn có một vài chàng trai trẻ cùng đi về phía này. Hoan Hoan, các cậu cũng đến rồi. Tô Hiểu Manh thấy người đó tới. Khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Hiểu Manh, đây là ai? Tớ vừa thấy bạn kéo cánh tay của anh ấy nha. Hân Hân nắm lấy tay Tô Hiểu Manh, mỉm cười hỏi. Cô ta không có hạ giọng, cho nên mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy. Chu Dương không cảm thấy gì, anh chỉ coi Tô Hiểu Manh như một em gái nhỏ. Nhưng những thiếu niên đi theo cùng Hân Hân qua đây đều không vui. Này, mày là ai vậy? Sao lại đến gần với Hiểu Manh thế? Chỉ thấy một trong đám đó có một người cao gầy, một thằng con trai với mái tóc nổi loạn mặt không vui đang nhìn chừng chừng vào Chu Dương. Còn những người khác,
toàn bộ đều nhìn Chu Dương với ánh mắt suy ngẫm. Hê hê, thằng tiểu tử này chết chắc rồi, dám lại gần với Hiểu Manh. Đúng vậy, lẽ nào anh ta không biết rằng Tô Hiểu Manh là nàng dâu mà Tước thiếu gia chúng ta xác định sao? Tụi bây đoán xem, chút nữa Tước thiếu gia thu thập tiểu tử đó như thế nào? Mấy người đó cúi thấp đầu, nhỏ giọng bàn luận, cười trên nỗi đau người khác. Này, Trương Tước, cậu đừng có mà quá đáng. Tôi đứng ở gần ai, còn đến lượt cậu quản chắc. Thấy Trương Tước không khách khí với Chu Dương, Tô Hiểu Manh không vui rồi, lập tức đứng trước người Chu Dương, ngước mặt lên, nhìn chằm chằm ngược lại Trương Tước. Hiểu Manh, tớ là vì muốn tốt cho cậu, nếu như tiểu tử này khó lường, có ý xấu gì đối với cậu, vậy thì phải làm sao? Trương Tước ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu Manh, có chút tức giận. Với Tô Hiểu Manh, cậu ta đã từng nói từ lâu, cô ấy là vợ mà cậu đã xác định. Trong vòng bạn bè của cậu ta gần như đều biết, cũng rất cho sĩ diện. Nhưng bây giờ, cậu ta lại thấy một người đàn ông không sợ chết, dám đến gần Tô Hiểu Manh, Tô Hiểu Manh còn kéo lấy cánh tay của anh ta. Trương Tước chỉ cảm thấy tại lúc này bản thân bị cắm sừng, sự tức giận trong lòng cậu ta không thể áp xuống được. Hừ, anh Dương rất tốt với tôi, việc của tôi, cậu không cần phải quản, cậu tránh ra. Tuy nhiên Tô Hiểu Manh không chịu thua, căn bản không thèm nhìn Trương Tước. Chu Dương nhìn đám người, nhịn không được cười nhẹ. Lúc này, anh chỉ cảm thấy như đã gặp được con người trước đây của mình. Trước đây khi còn học đại học, anh đối với Tạ Linh Ngọc không phải cũng là bộ dáng này sao, nhưng Tạ Linh Ngọc lúc đó có bạn trai là Trần Tuấn Sinh, căn bản là nhìn không thấy anh. Nghĩ về điều này, Chu Dương không nhịn được quay đầu lại nhìn Tạ Linh Ngọc bên cạnh anh, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, đột nhiên cố mỉm cười. Mặc dù anh không biết mình và Tạ Linh Ngọc cuối cùng sẽ trở thành bộ dạng như thế nào, nhưng Chu Dương luôn tin rằng, chỉ cần bản thân cho đi thật lòng, thì nhất định sẽ có báo đáp. Xảy ra chuyện gì vậy? Động tĩnh ở bên này không tính là lớn, nhưng trong không khí lễ tiệc như tiệc sinh nhật, cuộc tranh luận vẫn có vẻ thu hút sự chú ý của người khác. Rất nhanh, một giọng nói trầm vang lên. Chú Trương, Trương Tước lại phát điên rồi, chú rốt cuộc có quản hay không? Tô Hiểu Manh thấy người đến. Lập tức bĩu môi, làm dáng vẻ phàn nàn. Ba, con không có, tên tiểu tử này, hắn cố tình tiếp cận Hiểu Manh, con chỉ muốn cảnh cáo hắn ta. Nhưng Trương Tước hoàn toàn không phục, chỉ vào Chu Dương ngạo mạn nói. Chu tiên sinh, không ngờ rằng sẽ gặp cậu ở đây, còn có Tạ tiểu thư. Điều bất ngờ ở đây là, người này rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Chu Dương. Ừ, không ngờ sẽ gặp Trương tiên sinh ở đây, thật. Chương 55, quà sinh nhật. Khiến Chu tiên sinh và Tạ tiểu thư chê cười rồi, tiểu tử Trương Tước, không biết có phải đã làm chuyện gì không nên làm không? Trương Huy cười hỏi, ánh mắt lại hung hãn nhìn vào Trương Tước. Cái đó thì không có, chỉ là có lẽ có chuyện gì đó với vị Tô tiểu thư này. Chu Dương không biết phải làm sao chỉ cười. Giữa Trương Tước và anh thực sự không có mâu thuẫn gì, cũng không có phát sinh xung đột nào. Hơn nữa, Trương Huy cũng là một người quen lâu năm của Chu Dương, anh tự nhiên sẽ không nói dối, khiến Trương Tước phải chịu trừng phạt nào đó. Loại chuyện như thế, không phải là điều anh sẽ làm ở tuổi này thì tốt. Trương Huy thở ra một hơi dài, cục đá trong tim ông ta cũng được đặt xuống. Ông ta chỉ sợ Trương Tước đụng đến Chu Dương, khiến Chu Dương giận cá chém thớt với ông. Nếu như thế, đối với mỹ phẩm mỹ tư, nhất định sẽ nảy sinh ảnh hưởng rất không có lợi. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa và lợi ích của mỹ phẩm mỹ tư. Tuy nhiên, khi Trương Huy thấy Trương Tước vẫn như trước bộ dạng không phục, ông ta liền tức giận. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không nhanh cút đi, cứ ở chỗ này làm mất hết thể diện, về nhà tao sẽ dạy dỗ lại mày. Thấy người ta dạy dỗ con trai, thành thật mà nói, Chu Dương có chút ghen tị. Nếu căn cứ theo thông lệ bình thường, anh và Tạ Linh Ngọc đã kết hôn được 3 năm, như thế nào thì cũng nên có một đứa con rồi. Nhưng vì anh đến ở rể nhà họ Tạ, cho nên chuyện này mới bị chậm chạp không có kết quả. Nghĩ đến điều này, Chu Dương không thể không cảm thán. Chẳng mấy chốc, bữa tối sinh nhật chính thức bắt đầu. Sau khi MC giới thiệu xong chủ nhân buổi tiệc, tất cả ánh sáng trong sảnh bồng lai lập tức tắt hết. Sau đó, một ánh sáng nhỏ màu vàng được phát sáng lên từ bên trong cầu thang. Ngay lập tức có càng nhiều bóng đèn vàng nhỏ xoay quanh cầu thang có tay vịn xoay tròn phát sáng. Mà trong đó, có một cô gái nhỏ toàn thân mặc màu vàng ngỗng bước chậm chậm xuống cầu thang. Mượn ánh đèn mờ nhạt,
Chu Dương chỉ có thể mơ hồ thấy đại khái dáng vẻ của thiếu nữ. Mặc dù không biết rốt cuộc trông như thế nào, nhưng thân hình rất không tệ, mảnh khảnh, rất hấp dẫn ánh mắt người khác. He he, Tiểu Hân đẹp lắm, không cho phép anh nảy sinh bất kỳ suy nghĩ kỳ lạ nào với cô ấy. Chu Dương đang nhìn thẳng về phía trước, mà giọng nói của Tô Hiểu Manh bất thình lình vang lên. Ngay sau đó, Chu Dương cảm thấy một sự mềm mại truyền đến cánh tay anh. Cúi đầu nhìn xuống, Chu Dương phát hiện ra không biết Tô Hiểu Manh từ khi nào lại kéo tay anh lên. Tôi không có hứng thú với một cô gái nhỏ tuổi như vậy, Chu Dương rút tay ra, cười nhẹ. Thực tế không cần Tô Hiểu Manh nói, Chu Dương cũng sẽ không có nảy sinh bất kỳ ý nghĩ kỳ lạ nào. Dù gì đối phương cũng chỉ có mười mấy tuổi, đều không biết có trưởng thành hay chưa. Cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc sinh nhật của tôi. Tiểu Hân nhìn về phía khán giả dưới sân khấu đưa ra một lời chào nhẹ nhàng, tư thế rất thanh lịch, giọng nói càng thêm mềm mại. Tiếp theo, không có gì hơn chính là một thứ thường gặp tại các bữa tiệc sinh nhật. Cảm ơn cái gì, mong muốn cái gì, đối với mấy cái này, Chu Dương không có chút hứng thú nào cả. Trong lúc rảnh này, Trương Huy tìm đến Chu Dương, thảo luận về các vấn đề tiếp theo của dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa, tìm hiểu về bước chuẩn bị tiếp theo của công ty Danh Dương, trong lòng cũng an tâm đi không ít. Này, sắp phải tặng quà rồi, các người đã chuẩn bị quà sinh nhật gì cho Tiểu Hân? He he, tôi đã sớm chuẩn bị rồi, lần này, tôi đặc biệt chọn một đôi bông tai phỉ thúy, cái này tôi đã mua từ cửa hàng Phỉ Thúy Hiên, Tiểu Hân nhất định sẽ thích nó. Thô tục không chịu được. Phỉ thúy cái đồ phổ thông như vậy làm sao có thể xứng với Tiểu Hân được. Lần này tôi đã chi rất nhiều tiền để tìm một mảnh san hô đỏ, Tiểu Hân nhất định sẽ thích nó. Một số người tụ tập lại với nhau thì thầm thảo luận, trên mỗi khuôn mặt đều là biểu cảm tự tin. Hiểu Manh, cậu chuẩn bị món quà gì? Lúc này, Hoan Hoan cũng nhìn sang Tô Hiểu Manh, tò mò hỏi. He he, tôi tự may một túi hương, Tiểu Hân nói bất kể tôi tặng gì, cô ấy đều sẽ thích nó. Tô Hiểu Manh đắc ý nói, từ trong túi lấy ra một cái túi thơm, đặc biệt bày ra trước mặt mọi người. Chỉ nhưng mà, sau khi Tô Hiểu Manh lấy túi thơm ra, đột nhiên thu hút một trận cười vang. Không chỉ là Hoan Hoan, mà những người khác cũng cười vang. Đây là món quà Tô Hiểu Manh cậu chuẩn bị à, cái này cũng quá mất mặt rồi đó. Chính vậy á, bản thân tự may, cái này cũng quá xấu rồi, ngay cả là cho ăn xin, sợ rằng người ta cũng không cần. Hiểu Manh, cậu vẫn nên chuẩn bị một món quà mới đi, nếu để Tiểu Hân biết rằng cậu tặng cô ấy một thứ xấu xí như vậy, cô ấy nhất định sẽ tức giận. Một số người nét mặt coi thường, mỗi người đều đặt món quà do bản thân chuẩn bị ở vị trí nổi bật, so sánh với món quà của Tô Hiểu Manh, sự phân biệt cao thấp quá rõ rệt. Đúng rồi, Tước thiếu gia, cậu chuẩn bị món quà gì? Lực chú ý của mọi người lại đến trên người Trương Tước. Trương Tước với tư cách là một người rất có địa vị trong mọi người. Món quà của cậu ta tuyệt đối phi thường. Hừ, các người phải xem cho kỹ vào, đây là món quà tôi đã chuẩn bị. Trương Tước cười lạnh lùng, từ trong lòng cẩn thận rút ra một cái hộp gỗ, chỉ là cái hộp gỗ này trông hơi cũ. Đây là cái gì, sẽ không phải là một mảnh gỗ mục nát chứ? Nhìn thấy cái hộp gỗ này, mọi người đều nghi ngờ, ngay cả Hoan Hoan cũng tò mò nhìn chằm chằm vào cái hộp gỗ. Hừ, cái thứ không có kiến thức, nhìn cho kỹ. Cái này rốt cuộc là gì? Trương Tước khinh thường nói, sau đó mở thẳng hộp gỗ, lộ ra thứ đổ bên trong. Đột nhiên, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút sâu sắc, từng người một trong mắt phát sáng nhìn vào thứ trong tay Trương Tước. Mà Chu Dương cũng tò mò, anh thăm dò nhìn qua, nhưng bất ngờ cũng bị thu hút lại. Đó là một viên đá quý màu xanh thẫm đang nở rộ, nằm bên trong cái hộp gỗ cũ này, phát ra ánh sáng rực rỡ mờ ảo. Hừ! Đây chính là đại dương xanh, cha tôi đã phải bỏ ra nỗ lực rất lớn mới tìm thấy nó. Trương Tước dáng vẽ chấn động của mọi người, vô cùng đắc ý nói. Đây là một trần bảo thời Victoria, lần trước tôi nghe Tiểu Hân nói rất thích, tôi đặc biệt nhờ và ba tôi, tuần trước mới cầm được đến tay, cái này chính là do ông chủ của cửa hàng Phỉ Thúy Hiện đem đến tặng. Sau khi nghe lời giới thiệu của Trương Tước, mọi người thậm chí còn kinh ngạc hơn, mọi người đều đê mê nhìn đại dương xanh. Mà Chu Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên nghĩ ra lúc đó khi đi mua quà cho Tạ Linh Ngọc và mẹ Tạ, tại cửa hàng Phỉ Thúy Hiền từng gặp Trương Huy, còn có quản lý của cửa hàng Phỉ Thúy Hiện. Có vẻ như lúc đó bọn họ đang bàn về đại dương xanh này. Nhưng Chu Dương còn chưa thoát ra khỏi ký ức của mình, Trương Tước đã đưa mũi nhọn chỉa về phía anh.
Này, mày cùng đến với Hiểu Manh, mày có chuẩn bị món quà nào chưa? Mọi người cũng tò mò nhìn Chu Dương, khuôn mặt mong chờ xem anh có thể lấy ra loại quả gì. Chu Dương nghe thấy vậy, trong lòng lại có chút ngượng ngùng. Trước khi đến đây, anh đã lo lắng về điều này, đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của người khác, bản thân không có chuẩn bị quà, thì thật hết sức thiếu lễ độ. Ha ha, đừng nói mày không chuẩn bị quà nha, hay là nói, mày chỉ muốn đến đây ăn uống miễn phí. Chương 56, quà tặng sinh nhật 2. Ngay khi những lời của Trương Tước vừa dứt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Chu Dương. Ngay cả những người khác ở bên cạnh, lúc này cũng nhìn qua. Ha ha, nhìn dáng vẻ kia, anh ta thực sự không có chuẩn bị quà. Chính xác, lẽ nào anh ta không biết đến dự tiệc sinh nhật của ai sao? Đúng vậy, Tiểu Hân là công chúa nhỏ của câu lạc bộ Silver Lake, người như vậy, Hiểu Manh cậu cũng đưa anh ta vào, cậu cũng không sợ mất mặt. Thấy Chu Dương chần chừ, mọi người lập tức chế giễu. Theo như họ thấy, bộ dạng của Chu Dương, rõ ràng là không mang theo quà tặng, chỉ muốn đến ăn uống miễn phí. Hừ, không cho phép các người nói anh Dương như vậy, anh ấy là do tôi mời đến, không có quà cũng không sao, Tiểu Hân sẽ không trách anh ấy. Tô Hiểu Manh thấy rất nhiều người chĩa mũi nhọn vào Chu Dương, lập tức nổi giận bảo vệ. Hiểu Manh, cậu làm sao quen biết bọn họ, đừng có mà bị lừa. Trương Tước cảnh giác liếc nhìn Chu Dương, mặc dù cha cậu ta đứng bên cạnh Chu Dương, nhưng cậu ta vẫn nhắc nhở Tô Hiểu Manh giữ nguyên lòng cảnh giác. Lúc này, Chu Dương, Tạ Linh Ngọc và Trương Huy ba người chỉ yên tĩnh nhìn đám nít danh chưa trưởng thành này cãi nhau ầm ĩ, không có một chút ý định muốn tham gia vào. Suy cho cùng, hai bên không thuộc một thế hệ, Chu Dương và Trương Huy nói chuyện vui vẻ, thảo luận về kinh doanh. Mà Trương Tước chỉ là con trai của Trương Huy, hai người dường như ở hai tầng lớp khác nhau. Cho nên Chu Dương cũng chỉ cười nhẹ, đồng thời không nói gì nhiều. Dù sao sau đêm nay, anh và nhóm người này sẽ không có cơ hội gặp lại nhau. Thằng đần độn, chú ý cách ăn nói một chút, Chu tiên sinh không phải là kẻ lừa đảo, hơn nữa, Tô tiểu thư cũng nói rồi, cô ấy đột nhiên mời Chu tiên sinh, không có chuẩn bị quà cũng coi là điều bình thường. Trương Huy thấy con trai mình dường như vẫn rất thù địch với Chu Dương, không thể không mở miệng nhắc nhở. Trương tiên sinh, vị chủ nhân bữa tiệc này này rốt cuộc có xuất thân gì, tôi mới nghe bọn họ nói, là công chúa nhỏ của câu lạc bộ Silver Lake. Chu Dương thấp giọng hỏi. Không trách anh bất ngờ, vì mới đây, cháu trai của giám đốc Trịnh, Đới Uy đã từng nói qua bản thân là một nửa ông chủ nhỏ của câu lạc bộ Silver Lake. Bây giờ lại xuất hiện một công chúa nhỏ của câu lạc bộ Silver Lake, Chu Dương thực sự trong chốc lát không phân biệt được rõ ràng. Ừ, chủ nhân buổi tiệc hôm nay là Trần Hân. Con gái của Trần Tổng câu lạc bộ Silver Lake, cho nên mới gọi là công chúa nhỏ. Trương Huy giải thích, mà khi ông ta đề cập đến Trần Tổng, tâm trí của Chu Dương đột nhiên tái hiện lại thời điểm khi anh lần đầu tiên đến câu lạc bộ Silver Lake, thì gặp phải bạn cùng lớp Vương Diễm làm khó dễ. Vào thời điểm đó, khi bản thân làm thẻ hội viên, người đàn ông mập mạp xuất hiện hình như là Trần Tổng. Khi Chu Dương đang hồi tưởng, Trần Tổng cũng thong dong đến muộn. Trên thực tế, những người đến tham dự bữa tối sinh nhật này đều là những người có chút danh tiếng trong thành phố. Hoặc là giám đốc điều hành của công ty lớn, hoặc con cháu của một đại gia tộc, hoặc là người được yêu cầu mời đến. Bọn họ đến đây, dày công chuẩn bị món quà sinh nhật, không chỉ đơn thuần để tặng cho Trần Hân làm sinh nhật, mà còn vì muốn lôi kéo quan hệ với Trần Tổng. Nếu thực sự không được, thì tại nơi có rất nhiều người như thế này, vẫn luôn có thể tồn tại việc lôi kéo quan hệ. Các vị, cảm ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của con gái tôi, Trần Tổng tôi một lần nữa bày tỏ lòng cảm ơn, không nói nhiều nữa, hy vọng mọi người ăn uống vui chơi thỏa thích, cũng có thể đạt được thứ mà bản thân muốn có. Những lời mà Trần Tổng nói rất đơn giản, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Chu Dương ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Trần Tổng cười ha ha chào hỏi với những người xung quanh. Quả nhiên là ông ta, chỉ là tại sao rất nhiều người nịnh bợ ông ta, mà lần trước, ông ta lại cung kính với anh như thế. Lẽ nào chỉ bởi thẻ ngân hàng gió? Suy nghĩ của Chu Dương đột nhiên thay đổi. Không đúng, với xuất thân của Trần Tổng mà nói, thẻ của ngân hàng quang hợp không tính là việc khó. Mau nhìn, Tiểu Hân đến đây rồi, chúng ta mau nhanh đem quà tặng lên. Đúng rồi, chúng ta đoán xem, Tiểu Hân cuối cùng sẽ thích quà tặng của ai? Chu Dương không nghĩ ra nguyên do, thì nghe thấy đám người Trương Tước cười thích thú lên. Hiểu Manh, Hoan Hoan, các cậu cũng đến rồi, tốt quá rồi.
Trần Hân nhấc váy lên, hí hửng đi đến trước mặt mọi người, vui mừng nắm lấy tay Tô Hiểu Manh và Hoan Hoan. Chu Dương lúc này mới có thể từ khoảng cách gần nhìn thấy hình dáng của Trần Hân, trong lòng cũng bồi hồi. Như Tô Hiểu Manh đã nói, Trần Hân thực sự là một người rất xinh đẹp, thậm chí so sánh với Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc, cũng không thua kém nhiều lắm. Nếu cho cô ấy thêm vài năm nữa, đợi cho đến khi cô ấy trưởng thành, thì nhất định không kém gì hai bông hoa vàng. Nhưng tại thời điểm này, Trần Hân chung quy vẫn còn một chút non nớt. Trần Hân, cậu nhìn xem tôi đã chuẩn bị quà gì cho cậu. Trương Tước hào hứng trao món quà mà cậu ta đã chuẩn bị đến trước mặt Trần Hân. Cái này là gì? Trần Hân tò mò đón lấy cái hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra, ngay lập tức bị thu hút bởi đại dương xanh bên trong. Quà đẹp rồi, cái này. Đây là, đại dương xanh. Trương Tước cậu làm thế nào mà tìm thấy? Trần Hân nhận ra đại dương xanh, ngay lập tức vui mừng, không thể chờ đợi để muốn lấy nó ra, đeo vào trên cổ. He he, cậu thích thì tốt, chuyện nhỏ này, không tính là gì cả. Trương Tước khi nghe những lời của Trần Hân, hết sức phấn khích, mặt cậu ta đỏ lên, ngay cả lời nói của cậu ta cũng không lưu loát. Tiểu Hân, hôm nay Hiểu Manh cũng đã mang theo một người bạn đến, anh ta dường như cũng có quà tặng cho cậu. Đột nhiên, Trương Tước mang chủ đề đến trên người Chu Dương, liếc mắt nhìn một chút, rất là đắc ý. Ừ, Hiểu Manh, có phải cậu đã đưa một người đến không? Là ai vậy? Trần Hân ngay lập tức nhìn hướng Tô Hiểu Manh, mỉm cười hỏi. Ha ha, là anh Dương đó, anh ấy vừa tới, còn có chi ta? Tô Hiểu Manh không hề giấu giếm, trực tiếp nói rõ ra Chu Dương và Tạ Linh Ngọc. Cảm ơn hai người đã đến bữa tiệc sinh nhật của em. Trần Hân rất là dịu dàng đi về phía Chu Dương và Tạ Linh Ngọc chào hỏi. Đúng rồi, Chu tiên sinh, không phải anh nói rằng anh cũng đã chuẩn bị quà sao? Không bằng lấy ra, đỡ tất cả mọi người chúng ta đều nhìn thấy. Lúc này Trương Tước hoàn toàn không đếm xỉa đến ánh mắt muốn giết người của ba mình, liên tiếp thúc giục Chu Dương lấy ra quà tặng. Trương Tước, cậu quá xấu xa rồi. Cậu, Tô Hiểu Manh có chút lo lắng, cô chính là biết Chu Dương không hề chuẩn bị bất kỳ món quà nào, thì nghĩ muốn bảo vệ anh. Không sai, tôi xác thực có mang quà, ban đầu không định tặng, nhưng khi tôi thấy Trần Hân tiểu thư, tôi vẫn là không nhịn được phải đem ra tặng. Nhưng Chu Dương lại đột nhiên lên tiếng, trong chốc lát khiến mọi người đều rất ngạc nhiên. Vừa mới nãy, họ thấy bộ dạng của Chu Dương, căn bản không giống dáng vẽ đã chuẩn bị quà. Nhưng bây giờ, anh lại nói rằng có quà tặng. Anh đang nói dối, anh căn bản không có chuẩn bị quà. Trương Tước chỉ vào Chu Dương lạnh lùng hét lên. Đây là món quà của tôi, tặng cho Trần Hân tiểu thư. Chu Dương phớt lờ Trương Tước, lấy ra một hộp quà từ cái túi mang theo bên người. Mặt nạ làm trắng da và chống lão hóa. Trần Hân đón lấy hộp quà, thì thấy trên mặt có một vài chữ lớn rất dễ thấy, không nhịn được nhẹ giọng đọc ra. Mà ngay chốc lát, mọi người đột nhiên cười lớn. Ha ha, thì ra là một hộp mặt nạ. Thật quá buồn cười rồi, Chu tiên sinh, anh sẽ không có định chỉ tặng một hộp mặt nạ thôi chứ. Cái này cũng hơi quá keo kiệt nha. Ha ha, tôi còn nghĩ rằng là thứ đồ gì, hóa ra đó chỉ là một hộp mặt nạ, Chu tiên sinh. Nếu anh không có chuẩn bị quà, có thể trực tiếp nói ra, chúng tôi sẽ không ghét bỏ anh ăn uống miễn phí đâu. Chương 57, anh là ai? Sau khi nhìn thấy Chu Dương lấy món quà ra, Trương Tước và những người khác đều cười lớn. Ngay cả Trần Hân cũng có chút sững sờ xấu hổ tại chỗ, không biết phải làm gì với cái mặt nạ trên tay. Tiểu Hân, cái mặt nạ này có gì tốt đâu, nếu cậu muốn, tôi sẽ lập tức gửi cho cậu một thùng lớn. Đúng vậy. Thật là lần đầu tiên thấy tặng mặt nạ làm quà sinh nhật, Hiểu Manh, bạn của cậu thực sự rất thú vị. Tiểu Hân, cậu cầm mặt nạ này làm gì, còn không mau vứt đi, cũng không ngại mất mặt à. Đám người Trương Tước cười nói, vẽ mặt coi thường. Hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của Trần Hân, với tư cách là con gái duy nhất của Trần Tổng câu lạc bộ Silver Lake, đã định sẵn đây không phải là một bữa tiệc đẳng cấp thấp. Tất cả các vị khách có mặt tại đây đều tặng những thứ có giá trị. Cho dù có một số thứ không có giá trị lắm, đó cũng là người có mối quan hệ tốt với Trần Hân, có thể dùng món quà nhỏ do chính bản thân tự làm để xem là quà tặng sinh nhật. Nhưng mà Chu Dương là ai? Trương Tước và những người khác hoàn toàn không quen biết anh, chỉ biết anh là bạn của Tô Hiểu Mạnh. Đối với những lời Trương Huy bố cậu ta nói, càng bị Trương Tước để ngoài tai. Cậu ta cảm thấy Chu Dương chỉ là một nhân viên nhỏ của công ty Danh Dương, vừa may quen biết cha mình, hoàn toàn không đủ để sợ hãi.
Hừ, các người không được phép cười. Tiểu Hân, cậu có muốn mặt nạ này không? Nếu cậu không muốn, thì tặng cho tớ là được rồi. Tô Hiểu Manh bĩu môi, tức giận nhìn Trương Tước và những người khác, sau đó nhìn Trần Hân, giọng điệu không vui nói. Hiểu Manh, cậu đừng giận, tớ cũng không ghét bỏ nó, chỉ là, tớ thực sự không cần mặt nạ này, vậy đưa nó cho cậu là được rồi. Trần Hân thấy Tô Hiểu Manh tức giận, nhanh chóng giải thích. Nhưng lời của cô căn bản không phải lời giải thích tốt đẹp, cô lại xem thường cái mặt nạ này, nếu muốn ép buộc giải thích, thì thực sự rất khó để vượt qua lòng mình. Hừ, món quà do anh Dương tặng nhất định là thứ đồ tốt, các người coi thường, chính là có mắt như mù. Tiểu Hân, cậu đừng có mà hối hận nha. Tô Hiểu Manh vui vẻ đón lấy mặt nạ, nhanh chóng bỏ nó vào trong túi, ngay cả nhìn cũng không nhìn, khuôn mặt tràn đầy sự mãn nguyện. Tiểu Hân, làm sao vậy? Lúc này, Trần Tổng cũng đi qua, thấy trên mặt của Trần Hân có chút xấu hổ, cũng nhíu hai lông mày, trầm giọng hỏi. Hôm nay là bữa tiệc sinh nhật Trần Hân con gái duy nhất của Trần Tổng, ai dám làm cho công chúa nhỏ này tức giận trong một dịp quan trọng như vậy? Chú Trần, Tiểu Hân vừa tặng quà cho con đó. Trần Hân không trả lời, nhưng ngay lập tức Tô Hiểu Manh lại hoạt bát bước tới bên cạnh Trần Tổng, chỉ vào cái túi của mình, khoe khoang đắc ý, như thể những cái mặt nạ đó là báu vật quý hiếm. He he, chú Trần, cũng chỉ là một hộp mặt nạ mà thôi, thật không ngờ có người đưa mặt nạ cho Tiểu Hân làm quà tặng sinh nhật. Thì đó, còn trông bộ dạng hờ hững kìa, còn thực sự nghĩ mình đang tặng của quý gì nữa. Trương Tước và Hoan Hoan cũng cười nhạo không thương tiếc, mặc sức chê bai Chu Dương trước mặt Trần Tổng, hy vọng rằng Trần Tổng có thể đuổi Chu Dương ra ngoài, như vậy bọn họ sẽ mắt không thấy tâm không phiền. Cái gì, thật là buồn cười, con gái Trần Thế Hào tôi lại thiếu một hộp mặt nạ, là ai đã tặng? Nghe những lời của Trương Tước và Hoan Hoan, khuôn mặt của Trần Tổng đột nhiên trở nên u ám. Theo quan điểm của ông ta, việc người khác tặng quà gì cho con gái không hề quan trọng, nhưng chỉ cần bày tỏ tấm lòng của mình. Nhưng cái việc mặt nạ này, ông ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đây chắc chắn là xem thường con gái ông ta. Chuyện như thế này, khiến người làm cha như Trần Thế Hào hoàn toàn không thể chịu đựng được. Không phải như vậy, chú Trần, anh Dương không có cố ý, anh ấy là do con mời đến, không biết là sinh nhật của Tiểu Hân, không chuẩn bị quà sinh nhật. Chú đừng tức giận được không? Tô Hiểu Manh nhìn thấy, biết rằng nếu Trần Thế Hào thực sự tức giận, thì nhất định gây khó dễ cho Chu Dương, cô liền có chút hoảng loạn, vội vàng bước tới để giải thích. Bởi vì nóng ruột, nôn nóng sợ rằng Chu Dương sẽ vì chuyện này mà chán ghét cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Hiểu Manh đầy sự lo lắng, khuôn mặt bắt đầu đổ mồ hôi, lớp trang điểm bị trôi đi một chút. Là tôi đã tặng, chuyện này không liên quan đến người khác, chính xác là tôi không có chuẩn bị. Nhìn bộ dạng cố gắng hết sức của Tô Hiểu Manh, Chu Dương liền thấy hơi buồn cười, nhưng trong lòng cũng có chút ấm áp. Vì vậy anh trực tiếp đứng ra, thẳng thắn giải thích. Việc như thế nào chính là thế ấy, không có gì để che giấu hết. Chu Dương cũng không cần che giấu, không cần. Tô Hiểu Manh giấu giếm cho mình. Khi nhìn thấy Chu Dương chủ động đứng ra, mọi người đều cười khúc khích, bộ dạng như đang cười trên nỗi đau của người khác, chờ đợi Trần Thế Hảo đuổi Chu Dương ra ngoài. Nhưng điều khiến họ bất ngờ là, khi nhìn thấy Chu Dương đứng ra, Trần Thế Hào không chỉ không có tức giận đuổi anh ta ra ngoài, trái lại sắc mặt còn hoảng sợ. Thiếu gia, sao cậu lại tới đây? Trần Thế Hào trong lòng kinh sợ, ông không ngờ Chu Dương sẽ xuất hiện ở đây. Rất nhanh sau đó, ông phản ứng lại, hóa ra người tặng mặt nạ vừa được nhắc đến chính là Chu Dương. Nghĩ lại lời bản thân vừa nói, Trần Thế Hào vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, trán ông toát mồ hôi hột. Thật không biết Chu tiên sinh cậu cũng tham dự bữa tiệc sinh nhật của con gái tôi thực sự rất vinh dự, sao cậu không báo trước với tôi một tiếng chứ? Ngay lúc này, những lời của Trần Thế Hào khiến mọi người đều bối rối. Không chỉ Trần Hân, Tô Hiểu Manh, Trương Tước và những người khác, mà cả những người khác theo dõi sự phát triển của bên này cũng bị giật mình. Bọn họ mới vừa thấy cái gì? Trần Thế Hào, người nói một không nói hai của câu lạc bộ Silver Lake White nghiêm chính trực. Người giàu có nổi tiếng lẫy lừng của cả thành phố, lại cung kính đối với chàng trai mới chỉ hơn 20 mấy tuổi. Phải biết rằng, với tư cách là tổng giám đốc của câu lạc bộ Silver Lake, Trần Thế Hào có thế lực vô cùng lớn trong thành phố, kể cả một số quan chức cấp cao chính phủ đều ngồi ngang hàng với ông. Trong nháy mắt, một câu hỏi cực lớn hiện ra trong tâm trí của mọi người. Người đàn ông này, rốt cuộc là ai? Này, chú Trần, ngài có phải nhận nhầm rồi không?
anh ta chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên nhỏ của công ty Danh Dương, ngài làm sao? Trương Tước lúc này cũng há hốc mồm, khuôn mặt kinh ngạc nhìn Trần Thế Hào, nhịn cả nửa ngày, mới nói ra câu như vậy. Nhưng cảnh tượng vừa nãy, lại thật sự xảy ra trước mặt cậu ta, khiến cậu ta có chút mơ hồ. Đúng vậy, anh ta vừa mới chỉ tặng Tiểu Hân một hộp mặt nạ làm quà sinh nhật, chú Trần ngài làm sao còn khách sao với anh ta? Lời nói của Hoan Hoan dường như đã làm Trần Thế Hào bừng tỉnh. Đúng, đúng, mặt nạ, vừa nãy Chu Tiên Sinh đưa ra một hộp mặt nạ, Tiểu Hân, mặt nạ đâu? Đã là mặt nạ của Chu Tiên Sinh tặng, chắc chắn là thứ rất quý giá, con nhất định phải cất cho kỹ. Trần Thế Hào vội vàng nhìn hướng con gái, muốn tìm mặt nạ từ trên người cô. À, nhưng mà, mặt nạ con đã tặng cho Tô Hiểu Manh rồi. Trần Hân vẽ mặt mơ hồ nhưng nhiều hơn là sự nghi hoặc. Cô không biết tại sao bố cô sau khi thấy Chu Dương, lại thay đổi nhanh như vậy, dường như so với người trước đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Điều quan trọng nhất là thứ đồ như mặt nạ, trong mắt Trần Thế Hào chắc là một thứ rất rẻ mạt, không bắt buộc có, sao thứ Chu Dương tặng, ông ấy lại kêu mình cất kỹ. Cái gì tặng cho người khác rồi? Chương 58, thiếu gia. Nghe thấy Trần Hân nói rằng đã tặng mặt nạ cho người khác rồi, Trần Thế Hảo liền kinh ngạc hét lên, ánh mắt chuyển qua người Tô Hiểu Mạnh. Chú Trần, cái này là Tiểu Hân mới tặng cho con, chú không thể cướp lại được. Tô Hiểu Mạnh vừa nhìn liền biết Trần Thế Hảo có dự định gì, vội vàng ôm chặt lấy cái túi của mình cảnh giác lùi vài bước, đến khi trốn đằng sau Chu Dương, mới cảm thấy yên tâm. Ha ha, Hiểu Mạnh, chú Trần là người như vậy sao? Tiểu Hân đã tặng cho con rồi, vậy con nên cất kỹ, tuyệt đối đừng làm mất. Trần Thế Hào cũng có chút ngượng ngùng, thở dài nói. Chú Trần, cậu đây là... Tại lúc này, Trương Tước và những người khác đều trợn tròn mắt. Họ không dám tưởng tượng rằng, chú Trần ngày trước từng hùng vĩ như một ngọn núi đó, sao hôm nay dường như đã trở thành một người khác. Chu Tiên Sinh, cậu đừng vội rời đi, tôi muốn nói. Trần Thế Hào phớt lờ đám người Trương Tước. Trịnh trọng nhìn Chu Dương, khuôn mặt mong đợi nói. Không cần đâu, muốn nói điều gì, Trần Tổng cử nói ở đây. Chu Dương lại lắc nhẹ đầu, lạnh nhạt nói. Theo anh như anh thấy, bản thân anh không thân thiết lắm với Trần Thế Hào, chẳng qua lần trước khi làm thẻ hội viên đã gặp qua một lần. Cho nên có lời gì, nói trước mặt thì sẽ tốt hơn. Cái này, Chu Tiên Sinh, có một số lời, chỉ có thể một mình cậu nghe được, người khác biết sẽ không tốt. Nhưng điều khiến Chu Dương bất ngờ là Trần Thế Hảo vẫn khăng khăng muốn nói chuyện riêng, hơn nữa thấy bộ dạng ông ta trịnh trọng như thế, Chu Dương cũng không thể không nghiêm túc. Được. Chu Dương gật đầu đồng ý, lập tức quay người nhìn về Tạ Linh Ngọc. Linh Ngọc, em đừng về trước, anh lập tức sẽ quay lại. Sau khi nói xong, Chu Dương đi theo Trần Thế Hảo về phía tầng 2. 3. Chu Dương này rốt cuộc là ai vậy? Tại sao chú Trần lại trở nên như thế? Đợi Chu Dương rời đi, Trương Tước mới mạnh dạn hỏi. Ngay tại thời khắc này, trong lòng cậu ta có rất nhiều nghi vấn, căn bản không hiểu nổi. Đúng vậy, chú Trương, chuyện này rốt cuộc là sao? Đúng vậy, Trương Tổng, tôi nhìn ông có vẻ rất hiểu rõ vị Chu Tiên Sinh đó. Đúng vậy, mau tiết lộ một chút, đây là công tử của nhà nào vậy? Trong thời gian ngắn, xung quanh có không ít người tiến lại, muốn thăm dò thông tin từ Trương Huy. Suy cho cùng cảnh tượng vừa nãy đối với họ mà nói quả thực cũng quá chấn động rồi. Nhưng Trương Huy cũng giống như họ rơi vào suy tư. Ông biết thân phận của Chu Dương là cổ đông công ty Danh Dương, người phụ trách dự án sản phẩm làm trắng da chống lão hóa. Ngay cả vụ bê bối của Chu Dương và Thẩm Bích Quân cũng biết rõ ràng. Nhưng chính là vì điều này, ông ta mới nghỉ hoặc. Dựa trên thân phận bên ngoài của Chu Dương, căn bản không có khả năng khiến Trần Thế Hảo đối đãi kiểu này được. Lẽ nào anh còn có thân phận mà người khác không biết? Hừ, mày xem bộ dạng ban nãy của mày, lúc trước tao dạy mày như thế nào, để cho mày coi thường người khác như vậy à? Đợi sau khi về đến nhà, ở nhà tận lực suy ngẫm cho tao, không cho phép ra ngoài trong một tháng. Trương Huy biết, con trai ông ta đã luôn nhắm vào Chu Dương. Mặc dù ban đầu bản thân đã để lộ thân phận của Chu Dương, nhưng dường như trong lòng Trương Tước vẫn mắc sai lầm như cũ. Còn biểu hiện của Trần Thế Hào cũng khiến trong lòng ông có chút phiền lòng. Nếu Chu Dương thực sự có thân phận khác, thì liệu có vì chuyện lúc nãy mà canh cánh trong lòng? Trên tầng 2 của sảnh Bồng Lai, đây là một phòng VIP riêng bí mật với diện tích hơn 10 mét vuông, thường được sử dụng làm nơi riêng tư cho khách.
trừ khi sảnh bồng lai được bao hết, nếu không người bình thường hoàn toàn không thể vào đây. Chu Dương đi theo Trần Thế Hào suốt đường đến phòng VIP, vừa mới đóng cửa, Trần Thế Hào ngay lập tức đổi cách xưng hô. Thiếu gia, không ngờ lại xảy ra chuyện như này lần nữa, làm trò cười cho cậu rồi. Trần Thế Hào đột nhiên quay người, ưỡn cái bụng béo trực tiếp quỳ trên mặt đất, khuôn mặt mập mạp đầy cảm xúc và kích động. Đứng dậy đi, đừng làm những hình thức này nữa. Chu Dương nhíu mày, vội vàng tránh né. Vô duyên vô cớ nhận cái quỳ gối của người khác, đây không phải là phong cách của Chu Dương. Thiếu gia, tôi biết điều này rất đường đột, nhưng có thể lại gặp lại cậu lần nữa, thật tốt quá. Trần Thế Hào khóc vì vui sướng, đôi mắt ngưng đọng nước mắt. Ông đứng dậy trước đi, không cần phải làm lễ lớn như vậy. Chu Dương vội vàng giơ tay đỡ Trần Thế Hào dậy. Thật không ngờ rằng, thiếu gia cậu sẽ xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật của Tiểu Hân, tôi kỳ thực quá xúc động rồi. Nhưng mà Tiểu Hân chắc chắn không phải xem thường mặt nạ mà thiếu gia đã tặng, nếu cậu trách phạt, thì trách tôi dạy dỗ không đúng cách. Trần Thế Hào cứ nói, cảm xúc có chút xa xút, thậm chí còn tự trách mình. Còn Chu Dương lúc này, lại đang suy nghĩ về lời nói vừa nãy của Trần Thế Hào, cố gắng tiêu hóa hết ý nghĩa của những từ đó. Không sao cả, tôi cũng không biết Trần Hân là con gái của ông, đó chỉ là sự trùng hợp thôi. Chu Dương lắc đầu nói. Anh bây giờ thậm chí đã nghĩ đến một vấn đề, mà trước đây anh không hề quan tâm, bây giờ nó là một vấn đề không thể tránh khỏi. Đó là thân phận của mình, không thể hoàn toàn tiết lộ trước mặt mọi người, đặc biệt là Tạ Linh Ngọc, nếu cô biết anh là thiếu gia của Chu gia, thì hai người họ sợ rằng không bao giờ có khả năng cải thiện mối quan hệ nữa. Chương 59, hâm nóng cả thành phố. Có phải đã có rất nhiều người đã biết thân phận của tôi? Chu Dương hỏi rất nghiêm túc. Câu trả lời cho câu hỏi này không chỉ để xác định sự việc đơn giản như vậy, nó còn liên quan đến cuộc sống sau này của anh sẽ thế nào và cách anh xử lý các mối quan hệ về sau. Thiếu gia, cậu yên tâm đi, hiện tại chỉ có tôi biết thân phận thực sự của cậu, những người khác trong Chu gia tạm thời vẫn chưa biết. Trần Thế Hào nhỏ giọng nói, trên khuôn mặt cũng mỉm cười nhẹ. Nhưng mà thiếu gia, chuyện cậu là thiếu gia của Chu gia không thể giấu giếm trong thời gian dài được. Mặc dù cậu tiếp quản Chu gia nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác, cậu nhất định phải tự có năng lực bảo vệ mình càng sớm càng tốt, nếu không ở Chu gia có một số người rất có khả năng sẽ gây bất lợi cho cậu. Nhưng lời tiếp theo của Trần Thế Hào lại khiến lòng Chu Dương lần nữa thấp thỏm. Cẩn thận nghĩ một chút, Trần Thế Hào nói không hề sai, với thế lực của những người khác trong Chu gia, hoàn toàn không khó nếu muốn biết thân phận thực sự của Chu Dương. Mà một khi thân phận Chu Dương của bị tiết lộ, những người có động cơ thầm kín nhất định sẽ ra tay cản trở. Suy cho cùng, Chu Dương đã không xuất hiện trong Chu gia trong mười mấy năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện, chắc chắn sẽ không được tiếp nhận. Tôi biết rồi, nhưng ông vẫn phải giữ bí mật của tôi đấy. Chu Dương nét mặt nghiêm túc nhìn qua Trần Thế Hào. Anh biết rằng, động tĩnh hôm nay mặc dù không tính là đặc biệt lớn, nhưng ở đây cũng đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Còn những người chú ý đến... chắc chắn rất tò mò muốn biết thân phận của Chu Dương. Bọn họ sẽ dồn hết sức tìm mọi cách để thăm dò thân phận của Chu Dương, lúc đó, Trần Thế Hào sẽ là người duy nhất bọn họ chọn đến tìm ra chân tướng. Yên tâm đi, thiếu gia, tôi nhất định sẽ không nói cho bất kỳ ai biết thân phận của cậu. Trần Thế Hào vỗ ngực, trịnh trọng thể đảm bảo. Chu Dương nhìn Trần Thế Hào, sắc mặt có chút do dự. Thiếu gia, đây là tiền tiêu vặt tôi chuẩn bị cho cậu, xin cậu nhận lấy. Trong khi Chu Dương đang phân tâm, Trần Thế Hào đưa một tấm thẻ ngân hàng đến trước mặt anh, nét mặt cung kính nói. Hả, đây là ý gì? Chu Dương trong chốc lát không có phản ứng lại, vô thức chuyển thẻ ngân hàng lại cho Trần Thế Hào. Cậu là thiếu gia chính thức duy nhất của Chu gia, trên người cũng cần tiêu tiền, cho nên số tiền này, cậu cứ cầm lấy dùng trước. Trần Thế Hào cẩn thận giải thích, rất sợ khiến Chu Dương nghe thấy lại không vui. Chu Dương muốn từ chối, nhưng nghĩ lại. Bản thân gần đây thực sự cần rất nhiều tiền. Sau khi mua lại hai nhà máy để sản xuất mặt nạ làm trắng da chống lão hóa, tiền mặt có thể dùng được ở trên người Chu Dương đã giật gấu vá vai, quả thực không còn nhiều nữa. Vậy cũng được, tôi sẽ nhận số tiền này, đợi sau khi tôi đi ra ngoài, một khi ai đó truy hỏi về tôi, vẫn hy vọng ông có thể che giấu một chút. Chu Dương nhận lấy thẻ ngân hàng, trên mặt không có cảm xúc, giọng điệu nặng nề ra lệnh. Yên tâm đi, thiếu gia. Chu Dương lại hỏi dò Trần Thế Hào một số tin tức liên quan đến Chu gia, nhưng Trần Thế Hào vẫn giữ im lặng suốt. Cho dù khi anh sử dụng thân phận của thiếu gia để ông ta nói,
Trần Thế Hào cũng không mở miệng. Thiếu gia, mặc dù tôi biết cậu là thiếu gia, nhưng suy cho cùng cậu vẫn chưa từng xuất hiện trong Chu gia, chưa xuất hiện trong gia phả Chu gia, cho nên những việc liên quan đến Chu gia, tôi tuyệt đối không thể nói cho cậu. Nhưng mà, chỉ cần thiếu gia cậu trở về Chu gia, tự nhiên sẽ hiểu hết mọi chuyện ở Chu gia. Trong lòng Chu Dương liên tục suy nghĩ về lời nói của Trần Thế Hào, tờ danh sách tài sản đó, đã khiến anh mở mang tầm mắt, nhưng Chu gia rất có khả năng còn huyền bí và to lớn hơn nhiều so với mặt ngoài bày ra. Khi Chu Dương nét mặt suy ngẫm trở lại sảnh bồng lai, ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Đi xuống rồi, đi lên đó lâu như vậy. Đúng vậy, vừa đúng một tiếng đồng hồ, trước giờ không có ai đi lên đó trong thời gian lâu như vậy. Người này rốt cuộc là ai vậy, các người có ai biết không? Không rõ nữa, vừa nãy nghe người anh em Trương Huy nói, anh ta hình như là cổ đông của công ty Danh Dương. Mọi người thảo luận sôi nổi. Ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ nhìn về Chu Dương. Tò mò anh rốt cuộc có thân phận gì, ghen tị anh có thể được đích thân Trần Tổng của câu lạc bộ Silver Lake tiếp đón, hơn nữa còn có thể được tiếp đãi một tiếng đồng hồ trong phòng VIP trên tầng 2 sảnh bồng lai. Đãi ngộ như vậy, tất cả mọi người có mặt ở đây chưa từng được hưởng thụ qua. Thậm chí, họ chưa từng nghe qua bất cứ ai đã nhận được sự đối xử như vậy. Không có nghi ngờ gì, Chu Dương đã trở thành người đầu tiên trong tâm trí của họ. Chu Dương, không sao chứ, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Chu Dương vừa mới trở lại, Tạ Linh Ngọc không nhịn được liền hỏi nhẹ. Theo cô nhìn thấy, mọi thứ hôm nay thực sự khiến người ta quá bất ngờ. Bỗng nhiên gặp phải một Tô Hiểu Manh càn quấy, bị đưa đến bữa tiệc sinh nhật của người lạ. Mà điều khiển cô kinh ngạc nhất là thái độ của Trần Tổng câu lạc bộ Silver Lake đối với Chu Dương. Bộ dạng kính cẩn đó tuyệt đối không phải giả vờ thể hiện ra. Mà với sự hiểu biết của Tạ Linh Ngọc về Chu Dương, anh hoàn toàn không có cơ hội kết giao với những người như Trần Thế Hào. Từng câu hỏi mắc trong lòng của Tạ Linh Ngọc, khiến cô rất hỗn loạn, rất mơ hồ. Cô chỉ muốn nhận được một lời giải thích hợp lý từ miệng của Chu Dương. Anh cũng không biết, Trần Tổng dường như quen biết Thẩm Bích Quân, hỏi vài điều về dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa. Chu Dương định thần lại, rất cẩn thận tránh ánh mắt nghi ngờ của Tạ Linh Ngọc, giả vờ bình tĩnh trả lời. Linh Ngọc, lẽ nào em vẫn chưa suy nghĩ xong, dự án sản phẩm làm trắng da chống lão hóa, công ty em đấu thầu thành công, lẽ nào em từ bỏ một cơ hội tốt như vậy không? Chu Dương thấy Tạ Linh Ngọc trầm mặc trong nháy mắt, quyết định thừa thắng xông lên. Hay là nói, em thà chọn tin tưởng Trần Tuấn Sinh, còn hơn là tin tưởng anh? Em không có, chỉ là... Tạ Linh Ngọc liền phủ định, chỉ là tinh thần còn có chút do dự. Chu Dương biết cô động lòng rồi. Cũng biết trong lòng cô vẫn còn chút lo lắng. Em còn lo lắng về mối quan hệ của anh với Thẩm Bích Quân, anh đã giải thích cho em rồi, bọn anh chỉ đơn giản là cấp trên và cấp dưới, quan hệ hợp tác, không hề có mối quan hệ giữa nam nữ. Hơn nữa, lẽ nào em không muốn tham gia vào, thuận tiện giám sát anh sao? Chương 60, hâm nóng cả thành phố 2. Được thôi. Suy nghĩ nhiều lần, Tạ Linh Ngọc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Điều này khiến hòn đá treo trong lòng Chu Dương cuối cùng cũng rơi xuống. Tốt quá rồi, Linh Ngọc, kế hoạch của công ty là sẽ nhanh chóng đưa mặt nạ trắng da chống lão hóa ra thị trường, em cần điều chỉnh lại mỹ phẩm duyệt kỳ càng sớm càng tốt, để chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước khi tung ra sản phẩm. Chu Dương cười nói, có được câu trả lời khẳng định của Tạ Linh Ngọc, anh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thời gian trước, mối quan hệ của anh với Tạ Linh Ngọc thực sự đạt đến mức thấp nhất trong 3 năm này. Thậm chí Tạ Linh Ngọc cũng nhiều lần có ý định ly hôn. Trước mắt, Tạ Linh Ngọc đồng ý tiếp tục hợp tác, cho nên chắc chắn sẽ tạm thời từ bỏ ý định ly hôn, điều này cũng khiến Chu Dương cảm thấy yên tâm không ít. Anh Dương, cảm ơn mặt nạ của anh, cái này có phải do công ty anh sản xuất không? Em vừa nghe có người nói như vậy. Chu Dương đang cười nhìn Tạ Linh Ngọc. Thì giọng nói của Tô Hiểu Manh đột nhiên phát ra từ phía sau. Chu Dương quay đầu nhìn lại, liền thấy Tô Hiểu Manh đang ôm túi mặt nạ đứng trước mặt, nét mặt nghiêm túc hỏi. Không sai, đây là mặt nạ do công ty anh sản xuất, vẫn chưa đưa ra thị trường, hiện tại mua cũng không có, quan trọng nhất hộp mặt nạ này là phiên bản độc quyền, chỉ có một hộp, không có hộp khác nữa. Chu Dương nhìn Tô Hiểu Manh, trong lòng khế cười, không kiềm chế được liền chìa tay xoa vào đầu cô ấy. Xét cho cùng, Chu Dương cảm thấy anh vẫn nên phải cảm ơn Tô Hiểu Mạnh. Nếu không phải cô nói,
anh cũng sẽ không thể đến bữa tiệc sinh nhật này, không thể gặp lại Trần Tổng lần nữa, và không thể có được một số tin tức. Đơn giản liên quan đến Chu gia từ miệng ông ta. Sau khi về nhà em hãy thử dùng xem, nếu thấy hiệu quả, thì gọi điện thoại cho anh sẽ gửi thêm cho. Chu Dương mỉm cười. Tốt quá rồi, đây là anh nói đó nha, không cho phép nuốt lời, anh Dương, cho em xin số điện thoại di động của anh đi. Tô Hiểu Manh cười lớn, vội vàng lấy điện thoại di động ra, để Chu Dương lưu lại số điện thoại trên đó. Xong rồi, trả em. Chu Dương mỉm cười bất lực, chỉ có thể làm theo. Nhưng dù sao một Tô Hiểu Manh nhỏ bé rõ ràng không trở thành mối đe dọa gì, Tạ Linh Ngọc cũng không bận tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào lưng của Chu Dương suy nghĩ sâu xa. Mặc dù rất nhiều người trong sảnh Bồng Lai muốn bước tới chào hỏi, làm quen với Chu Dương, nhưng không một ai có can đảm đứng ra đầu tiên. Dù sao, với người mà đến cả Trần Thế Hào còn phải đối đãi cẩn thận, thân phận chắc chắn sẽ không đơn giản. Bữa tiệc sinh nhật của Trần Hân diễn ra rất suôn sẻ, mặc dù sự hiện diện của Chu Dương thu hút nhiều ánh mắt của không ít người, nhưng về tổng thể mà nói, không hề phá hủy không khí của toàn bộ bữa tiệc. Nhìn thấy rằng không thể lôi kéo làm quen với Chu Dương, mọi người bắt đầu chào hỏi những người quen biết, bàn luận về kinh doanh. Còn Chu Dương và Tạ Linh Ngọc cũng không ở lại lâu, sau khi chào hỏi với Trần Thế Hào, thuận tiện trực tiếp rời đi. Ba, người đó rốt cuộc là ai? Tại sao ba phải đối xử với anh ấy như vậy? Thấy Chu Dương rời đi, Trần Hân nghi ngờ hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đầy bối rối. Trong trí nhớ của cô, ba cô Trần Thế Hào là một người rất mạnh mẽ. Trong toàn thành phố, hầu như không có người dám đắc tội ông, theo đó, mọi người cũng đặc biệt khách sáo với cô công chúa nhỏ này. Nhưng hôm nay, Trần Hân đột nhiên phát hiện rằng người ba không ai sánh bằng trong lòng cô cũng sẽ giống như những người khác, đối với người ngoài nhún nhường, thậm chí là khom lưng uốn gối. Chuyện này rất nghi hoặc, đồng thời cũng hết sức tò mò. Tiểu Hân, con chỉ cần nhớ rằng, cậu ấy là một người không thể đắc tội được, hôm nay con không nhận quà của cậu ấy, sau này có lẽ sẽ không cơ hội rồi. Tuy nhiên Trần Thế Hào không nói gì nhiều, chỉ nói một câu rất chung chung rồi rơi vào suy tư. Còn ở bên khác, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Tạ Linh Ngọc, Chu Dương cũng lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho sự hợp tác giữa công ty Danh Dương và Mỹ Phẩm Duyệt Kỳ. Sau khi ra lệnh cho Diệp Sở Thiến chuẩn bị các tài liệu và thủ tục liên quan, điện thoại của Chu Dương đột nhiên reo lên. Alo, Xuyên Tử, làm sao vậy? Chu Dương nghe điện thoại, rất thoải mái hỏi. Cho đến nay, sau khi thay đổi công xưởng sản xuất mặt nạ làm trắng da chống lão hóa, mọi thứ tiến triển rất thuận lợi. Chu Dương cùng với Hổ Gia đã sắp xếp Ngưu Xuyên, Triệu Binh và một số thuộc hạ của Bào Ca vào hai công xưởng, tiến hành giám sát toàn diện. Bằng cách này, đã giúp ngăn chặn ý tưởng muốn ăn cắp mặt nạ làm trắng da chống lão hóa của một số người. Anh Dương, phía nhà máy bên này mọi thứ đều rất thuận lợi, theo dự tính, còn 3 ngày nữa là có thể đạt được mục tiêu mà Thẩm Tổng đã đặt ra. Ngưu Xuyên hưng phấn nói. Thành thật mà nói, ban đầu khi quyết tâm từ chức đi theo làm việc với Chu Dương, đám người Ngưu Xuyên chịu rủi ro rất lớn. Bọn họ trước đây từng quen thân với Chu Dương, cũng biết tình hình chung của Chu Dương. Vốn dĩ còn nghĩ rằng, chỉ cần bỏ đi thân phận bảo vệ là có thể đi theo bên Chu Dương học được điều gì đó. Nhưng thật không ngờ, Chu Dương vừa bắt đầu lại ủy thác cho họ một trách nhiệm quan trọng như vậy. Trong thời gian này, mấy người họ liên tục thận trọng. Mọi khoảnh khắc đều đi tuần tra toàn công xưởng, giám sát mỗi khu vực dễ xảy ra vấn đề, đồng thời bất cứ lúc nào cũng có thể báo cáo cho Chu Dương. Nhanh như vậy, các cậu đợi chút, bây giờ tôi sẽ đi. Nghe thấy lời của Ngưu Xuyên, trong lòng Chu Dương liền vui vẻ, vội vàng nói. Theo dự đoán của anh, cũng khoảng vài ngày nữa thì hoàn thành mục tiêu mà Thẩm Bích Quân đặt ra. Tuy nhiên Chu Dương tự mình ước tính, cũng còn cần thêm một tuần nữa, không ngờ chỉ mất 3 ngày là xong rồi. Sau khi cúp điện thoại, Chu Dương lập tức gọi cho Thẩm Bích Quân và Hổ Gia, thông báo với họ tin tức này, hẹn gặp nhau tại công xưởng Đức Sinh. Chị Diệp, chuẩn bị xe, đi đến công xưởng Đức Sinh một chuyến. Nửa giờ sau, Chu Dương đến công xưởng Đức Sinh, mà Thẩm Bích Quân và Hổ Gia đã đến sớm, lúc này hai người đang uống trà trò chuyện trong văn phòng, đợi Chu Dương đi đến. Thẩm Tổng, Hổ Gia, không ngờ hai người nhanh như vậy, tôi lại chậm hơn rồi. Chu Dương cười chào hỏi. Ha ha, Chu huynh đệ, chuyện lớn như vậy làm sao mà không vội được, nhận được cuộc gọi của cậu, tôi ngay lập tức đến đây. Hổ Gia cũng ha ha cười lớn. Sự hợp tác lần này với Chu Dương còn có công ty Danh Dương,
là một điều ấp ủ từ lâu của Hổ gia, còn là để ông tách khỏi quá khứ, khởi đầu mở rộng tương lai. Cho nên lần này, ông hết sức coi trọng, cơ bản sẽ không bỏ lỡ bất kỳ tin tức và khoảnh khắc quan trọng nào. Anh Dương, Thẩm Tổng, Hồ gia, đây là số lượng dự trữ hiện tại của hai công xưởng, còn có số lượng sản xuất, dự kiến 3 ngày nữa, sẽ hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ mà Thẩm Tổng đặt ra. Ngưu Xuyên bàn giao các tài liệu liên quan vào tay mấy người họ, nghiêm túc giải thích kỹ càng tỉ mỉ. Trên thực tế, là một người không có trình độ văn hóa cao, Ngưu Xuyên không hiểu số liệu của các tài liệu này. Nhưng không hiểu không được, không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Chu Dương đã giao cho. Cho nên trong thời gian này, Ngưu Xuyên và Triệu Binh đã điên cuồng tự sạc điện cho bản thân, nhanh chóng nắm bắt các ý nghĩa ở bên trong. Còn Ngưu Xuyên là người có tiến bộ nhanh nhất, hiện tại không cần xem tài liệu cũng có thể nói rõ ràng rành mạch về các số liệu. Rất tốt, Thẩm Tổng, Hồ gia, thời gian không chờ đợi ai cả, tiếp theo cũng sắp bước vào mùa hè, đây chính là mùa cao điểm của ngành công nghiệp mỹ phẩm. Các thương hiệu khác nhất định sẽ tăng cường tuyên truyền, chúng ta nên giáng đòn phủ đầu. Chu Dương nhìn vào tài liệu, trong lòng cũng đang tính toán. Xác định 3 ngày sau là có thể hoàn thành nhiệm vụ, anh được dịp bày tỏ suy nghĩ của mình rất hết sức nghiêm túc. Vì vậy, chúng ta đã có thể bắt đầu tuyên truyền, hâm nóng cả thành phố, không thể chậm trễ một giây nào. Chương 61, không tìm được người phát ngôn. Những lời của Chu Dương nhận được sự tán đồng của Thẩm Bích Quân và Hồ Gia. Hai người họ đều là những người có quyết tâm nên lúc này càng có thể nhìn rõ đại cục. Vì thế, hai người cũng ủng hộ quyết định của Chu Dương. Nếu người anh em Chu Dương đây đã nghĩ như vậy thì cứ làm thế đi. Nếu là tuyên truyền thì tôi cũng có thể bỏ ra chút sức lực. Hồ Gia cười, nói. Chu Dương khẽ cười, gật đầu đồng ý, trong lòng cũng đã quyết định. Theo như anh biết thì Hồ Gia không chỉ đơn thuần có mỗi khách sạn Huy Hoàng mà ngoài kinh doanh khách sạn, quảng cáo thì trong những ngành nghề khác Hồ Gia đều có mặt. Công ty quảng cáo Thiên Thành là công ty quảng cáo lớn thứ hai toàn thành phố, trên danh nghĩa cũng là công ty của tôi, chắc có thể giúp được cậu đấy. Hồ Gia nói xong liền gật đầu với Bào Ca, còn Bào Ca cũng lập tức đến bên cạnh, bắt đầu gọi điện thoại. Chỗ tôi thì không có vấn đề gì, công ty Danh Dương sẽ lập tức đầu tư vào tuyên truyền, kết hợp cùng tuyên truyền với các công ty đang hợp tác. Thẩm Bích Quân nhìn chăm chú Chu Dương rồi gật đầu đồng ý. Vấn đề này căn bản không có gì đáng để bất đồng quan điểm. Ý kiến của mọi người đều giống nhau, vì vậy rất nhanh đưa ra quyết định. Nếu đã như vậy thì Xuyên Tử, cậu thông báo cho đám người Triệu Binh bảo công xưởng tăng tốc độ, 3 ngày sau, tôi muốn mặt nạ hoạt chất trắng da sẽ được ra mắt. Chu Dương nói một cách đầy tự tin. Vâng, thưa anh Dương. Trong lòng Xuyên Tử thấy kinh ngạc nhưng cũng kích động muôn phần. Hiện giờ vẫn còn một vấn đề vô cùng quan trọng, mọi người đều biết. Trong ngành mỹ phẩm, ngoài chất lượng của sản phẩm thì việc lựa chọn người phát ngôn cũng rất quan trọng. Không biết là Thẩm Tổng và Hồ Gia có ý kiến gì, hay có ai để chọn không? Chu Dương lắc đầu một cái, đột nhiên nói. Lúc anh nói xong khiến cả Thẩm Bích Quân và Hồ Gia đều sững sờ. Trước đây họ luôn chỉ chú ý đến việc sản xuất mặt nạ hoạt chất trắng da, căn bản không chú ý đến điểm này. Bây giờ Chu Dương đột nhiên nhắc đến thì họ cũng chưa có cách gì khác, càng không nói đến việc chọn được ai phù hợp. Cái này thì đơn giản thôi, bảo phòng kế hoạch chọn ra một người, sau đó để họ đi nói chuyện là được. Thẩm Bích Quân ngây người ra một lúc thì thản nhiên nói. Theo như cô thấy, những chuyện như thế này mặc dù xảy ra đột xuất nhưng cũng không phải vấn đề khó, ngược lại rất dễ giải quyết. Vậy cũng được, nhưng tôi vẫn còn một số yêu cầu với người phát ngôn đó. Đợi lát nữa tôi sẽ nói với bọn họ. Chu Dương không còn cách nào khác đành phải làm như vậy. Anh thật sự không ngờ rằng. Mọi người trước nay đều không đặt nặng về vấn đề người phát ngôn mà hiện tại đột nhiên nhắc đến, thật sự nhất thời không đưa ra được cách giải quyết tốt. Nhưng đối với phòng kế hoạch và phòng tuyên truyền của công ty Danh Dương thì Chu Dương vẫn luôn thấy yên tâm. Với năng lực của họ thì giải quyết vấn đề này là điều vô cùng dễ dàng. Tiếp đó, Chu Dương cùng với Thẩm Bích Quân và Hồ Gia đi thị sát tình hình sản xuất ở hai công xưởng, cũng coi như trong lòng có chút khảo sát cho riêng mình. Hai ngày sau, tại công ty Danh Dương, Chu Tổng, người của công ty quảng cáo Thiên Thành đến rồi. Diệp Sở Thiến khế gõ cửa văn phòng Chu Dương rồi nói nhỏ. Tôi biết rồi, bảo họ vào đi. Chu Dương thấp giọng nói liền gấp tập văn kiện trước mặt lại, sau đó lấy lại tinh thần tiếp khách. Xin chào Chu Tổng, tôi là Mã Thục. Rất nhanh, âm thanh thánh thoát liền vang lên trước cửa phòng.
Chu Dương ngẩng đầu lên nhìn thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa chậm chậm bước vào trong, trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Đúng là một mỹ nhân. Có lẽ là do làm trong ngành quảng cáo. Cô gái tên Mã Thục này trang điểm rất tinh tế, mặc dù trang điểm rất nhạt nhưng vẫn không làm mất đi phong thái của cô. Đây là suy nghĩ trong lúc nhất thời của Chu Dương. Rất nhanh Chu Dương đã gác suy nghĩ này sang một bên, bắt đầu nghiêm túc đón tiếp. Chào cô, mời cô ngồi. Chu Dương gật đầu tỏ ý. Thưa Chu Tổng, đây là bản kế hoạch mà công ty quảng cáo Thiên Thành chúng tôi đã thiết kế dựa theo yêu cầu của các ngài, xin ngài xem qua một chút. Mã Thục đưa văn bản cho Chu Dương xem rồi trực tiếp đi vào chủ đề. Chu Dương nhận lấy bản kế hoạch rồi cẩn thận xem xét. Về cơ bản thì bản quảng cáo này thiết kế dựa theo một số đặc điểm của mặt nạ trắng da và chống lão hóa và những công dụng của nó do công ty Danh Dương chỉnh sửa. Mặc dù chưa có thành phẩm được trình diện nhưng thông qua những ngôn ngữ hình ảnh của bản quảng cáo thì Chu Dương đã có thể đoán được phần nào sau khi chụp quảng cáo thì sẽ như nào. Rất tốt, cứ làm theo cái này đi. Chu Dương cười nói, giọng điệu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. À phải rồi, không biết công ty quảng cáo Thiên Thành của các cô đã có ai sáng giá cho vị trí người phát ngôn chưa? Trong đầu Chu Dương đột nhiên nghĩ tới vấn đề này nên trực tiếp hỏi luôn. Trong ấn tượng của Chu Dương thì những công ty quảng cáo bình thường sẽ chú trọng vào đặc điểm của sản phẩm, họ sẽ tiến cử những minh tinh hoặc những nhân vật được nhiều người biết đến để làm người phát ngôn. Còn công ty Thiên Thành là công ty quảng cáo lớn thứ hai toàn thành phố thì tất nhiên sẽ không bỏ sót điểm này. Rất xin lỗi Chu Tổng, công ty quảng cáo Thiên Thành của chúng tôi đúng là có một số minh tinh từng hợp tác cùng nhưng lần này lại không có ai tình nguyện nhận quảng cáo này. Nét mặt của Mã Thục có chút kỳ lạ. Nhìn Chu Dương hình như định nói gì đó lại thôi. Sao thế, có chuyện gì à, cô cứ nói đi, không phải giấu đâu. Chu Dương thấy vậy liền nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Bởi lẽ, để thực hiện cho lần tuyên truyền lần này nên giá bỏ ra cho người phát ngôn của công ty Danh Dương cũng không phải thấp, thậm chí giá này có thể mời được một số thiên hậu, không có lý do gì để họ không muốn nhận lần tuyên truyền cả. Thưa Chu Tổng, công ty Thiên Thành chúng tôi cũng từng hợp tác với rất nhiều minh tinh trong nước. Ở đây là danh sách minh tinh mà chúng tôi từng hợp tác, hàng trên cùng là những người bày tỏ rõ việc từ chối nhận lần hợp tác lần này. Mã Thục do dự một lát, từ trong túi lấy ra một văn bản rồi để trước mặt Chu Dương. Chu Dương mở ra nhìn, sau khi thấy nội dung trên đó thì sắc mặt u ám hơn nhiều. Cho dù anh không muốn quan tâm đến những thông tin trong giới giải trí thì vẫn từng nghe nói đến một vài tên minh tinh nổi tiếng. Trên văn bản này, những minh tinh từ chối hợp tác gần như đều là những người nổi tiếng toàn quốc. Còn những người không từ chối lần hợp tác thì Chu Dương chưa từng nghe thấy tên của họ quá vài lần. Không thể nào, thù lao chúng tôi bỏ ra làm sao có thể không thu hút được những minh tinh đó chứ? Hay là vẫn còn những điểm chưa thương lượng xong? Chu Dương trầm giọng nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Trong ngành mỹ phẩm, ngoài chất lượng và hiệu quả sử dụng của sản phẩm thì việc lựa chọn được người phát ngôn cũng vô cùng quan trọng. Thậm chí có những sản phẩm, mặc dù chất lượng và hiệu quả không được bằng các nhãn hiệu khác nhưng chọn được người phát ngôn tốt nên doanh thu bán hàng của họ cũng tăng lên đột biến. Nếu như mặt nạ trắng da chống lão hóa không chọn được người phát ngôn tốt thì ngay ở mảng tuyên truyền đã kém hơn những hãng mặt nạ khác một bậc rồi. Không phải là vấn đề về thù lao đâu ạ. Chu Tổng, tôi nghe nói là rất nhiều người trong số họ đã nhận lời mời của một nhãn hiệu mỹ phẩm khác rồi nên mới không thể hợp tác cùng chúng ta được. Mã Thục cẩn thận giải thích. Lén quan sát phản ứng của Chu Dương. Còn Chu Dương khi nghe được những lời này thì ngây người ra một lúc. Phản ứng đầu tiên của anh là bên mình đã gặp phải đối thủ mạnh rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, trong ngành mỹ phẩm thì cũng không có gì được coi là bí mật cả. Nhãn hiệu nào mà muốn công bố sản phẩm mới thì gần như đều được mọi người biết hết rồi. Nhưng lần này anh lại không nhận được chút thông tin gì. Cô Mã, các cô có thể đi thương lượng với những minh tinh này một lần nữa được không? Ngày mai phía chúng tôi sẽ cho bên cô phản hồi cuối cùng. Chương 62, ức chế. Sau khi tiễn Mã Thục, Chu Dương ngồi trên ghế, rơi vào trầm tư. Chuyện lần này luôn khiến anh rất khó chịu, như một cái xương cá bị mắc kẹt trong cổ họng, làm anh khó thở. Chị Diệp, hãy đi hỏi những người trong phòng kế hoạch và phòng tuyên truyền, xem nhiệm vụ trước mắt họ đã triển khai thế nào rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Dương vẫn quyết định kiểm chứng lại, gọi điện thoại văn phòng. Bảo Diệp Sở Thiến đi hỏi về tình hình nội bộ của công ty. Chẳng mấy chốc, Diệp Sở Thiến đã đến văn phòng của Chu Dương. Chỉ là lần này, sắc mặt của Diệp Sở Thiến cũng rất khó coi. Chu Tổng,
chuyện không hay rồi. Theo tin tức của phòng kế hoạch và phòng tuyên truyền, các ngôi sao mà họ liên lạc vốn dĩ đã đồng ý và chỉ chút nữa là ký hợp đồng, nhưng trong đêm qua họ đều đã đổi ý. Hơn nữa, theo như bộ phận tuyên truyền cho biết, tất cả những người nổi tiếng từ chối công ty chúng ta đã chấp nhận lời mời của một công ty khác để đại diện cho các sản phẩm công ty họ. Khuôn mặt của Diệp Sở Thiến nghiêm trọng, trong mắt cô thoáng chút tức giận. Đã làm trong ngành này nhiều năm, Diệp Sở Thiến cũng đã thấy nhiều sự gian lận và hiểu hết những cách thức đẩy. Với những tin tức mà cô đã thăm dò được, cô có thể linh cảm được những âm mưu ngấm ngầm đang xảy ra. Quả là như vậy, có biết được công ty nào đang cho ra các sản phẩm mới không? Tại sao chúng ta không hay biết gì? Chu Dương trầm giọng nói, ngón tay gõ nhẹ trên bàn, giống như đang nghĩ về điều gì đó. Chưa, bên kia bảo mật rất tốt, cho đến bây giờ vẫn chưa nghe động tĩnh gì nhưng có một điều không được giấu kín. Biểu cảm của Diệp Sở Thiền rất nghiêm trọng, cô ấy nghiêm túc nói. Thời điểm sản phẩm mới của bên ra mắt là ngày kia cùng với ngày ra mắt mặt nạ trắng da chống lão hóa của chúng ta. Ngay lập tức, Chu Dương đứng phắt dậy, ngực anh không ngừng phập phồng, cố gắng kìm nén cơn giận. Họ chính là đang nhắm vào chúng ta, rốt cuộc là ai cơ chứ? Tôi đến gặp Thẩm Tổng, chị Diệp, chị lập tức bảo phòng kế hoạch và phòng truyền thông tập trung lại đợi lệnh. Một trận chiến khó khăn đang chờ chúng ta đây. Than nhẹ một câu, Chu Dương ngay lập tức thu đồ và đi đến văn phòng của Thẩm Bích Quân. Thẩm Tổng, tình hình không tốt rồi. Không có bất kỳ báo hiệu nào, Chu Dương trực tiếp đẩy cửa văn phòng của Thẩm Bích Quân, thở hổn hển. Chỉ thấy Thẩm Bích Quân đang mặc một chiếc quần thể dục, và tóc được buộc đuôi ngựa phía sau. Người cô ấy như được tắm trong mồ hôi, làn da trắng nõn của cô phát sáng mờ mờ ảo ảo dưới ánh nắng mặt trời. Chuyện gì vậy? Thẩm Bích Quân bước xuống máy chạy bộ, uống một ngụm nước và bình tĩnh hỏi. Thẩm Tổng, đây là phản hồi từ công ty quảng cáo Thiên Thành và bộ phận kế hoạch và bộ phận truyền thông của công ty chúng ta. Chu Dương không rời mắt, đưa tài liệu trong tay cho Thẩm Bích Quân. Nhưng thật ngạc nhiên, Thẩm Bích Quân không hề xem tài liệu, thay vào đó cô bình tĩnh ngồi trên ghế. Có phải là việc về người phát ngôn? Cô đã biết hết rồi sao? Lần này, đến phiên Chu Dương ngạc nhiên, nhiệm vụ truyền thông lần này, anh đều chịu trách nhiệm. Không chỉ là sự hợp tác với công ty quảng cáo Thiên Thành, còn chịu trách nhiệm quản lý và điều phối bộ phận truyền thông và bộ phận kế hoạch của công ty Danh Dương. Nói cách khác, bất kỳ tin tức nào về nhiệm vụ truyền thông lần này sẽ được gửi đến Chu Dương trước, và sau đó mới chuyển đến Thẩm Bích Quân. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Đây là thông tin của công ty bên kia. Anh xem đi. Thẩm Bích Quân cười lạnh một tiếng, trực tiếp đẩy tài liệu đang đặt trên bàn sang trước mặt Chu Dương. Chu Dương mở ra xem, con người của anh co lại ngay lập tức. Bởi vì anh thấy tên người phụ trách công ty kia trên tài liệu. Đó là một người anh biết rất rõ. Thẩm Trạch, anh không phải rất tò mò tại sao về cậu ta sao? Thấy sự ngạc nhiên của Chu Dương, Thẩm Bích Quân thản nhiên nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thẩm Tổng, lần trước cô nên đem sản phẩm mẫu mặt nạ bị trộm về mới đúng. Gần như trong nháy mắt, Chu Dương nghĩ về sản phẩm mẫu mặt nạ trắng da đã bị Thẩm Trạch bí mật vận chuyển từ công xưởng. Chỉ có thông qua những sản phẩm mẫu đó, Thẩm Trạch mới có khả năng phân tích dữ liệu và thành phần. Sau đó lập một công ty mới trong một thời gian ngắn như vậy nhanh chóng tung ra loại mặt nạ này. Tôi tưởng rằng đã lấy hết về rồi, nhưng rốt cuộc tên nhóc được sinh ra bởi người phụ nữ đó, sớm đã sắp xếp người nghiên cứu sản phẩm mẫu. Nói tới đây, Thẩm Bích Quân cũng bất lực. Cô không ngờ Thẩm Trạch sẽ hành động nhanh như vậy, không chỉ bí mật ăn cắp công thức mặt nạ ban đầu, thậm chí còn cố tình chọn thời gian để cạnh tranh với mặt nạ trắng da chống lão hóa. May mắn thay, Chu Dương nghĩ thấu đáo. Công thức đã được sửa đổi một chút không đến mức hai mặt nạ giống nhau hoàn toàn. Nghĩ về điều này, Thẩm Bích Quân không thể không bái phục Chu Dương. Sau sự cố mất cắp sản phẩm mẫu, Chu Dương đã nhanh đưa ra quyết định. Trong công thức mặt nạ ban đầu, sẽ thêm vào một loại thảo dược rất hiếm, nó không chỉ làm cho mặt nạ mềm hơn mà còn tăng hiệu quả thêm 10%. Thẩm Tổng, đó không phải là trọng điểm. Điểm mấu chốt là người truyền thông của chúng ta hiện đã bị chặn đứng hoàn toàn rồi. Những ngôi sao đó đã chấp nhận lời mời của Thẩm Trạch và từ chối lời mời của chúng ta. Đây là muốn đè bẹp chúng ta, muốn chúng ta không có người đại diện. Chu Dương nói rất nghiêm túc. Anh hiểu tầm quan trọng của người đại diện và cũng hiểu rõ những năng lực lực định hướng người tiêu dùng do người đại diện đem lại. Một khi mặt nạ làm trắng da không có ưu thế của người đại diện,
sẽ không có lợi thế khi cạnh tranh với sản phẩm khác cho dù hiệu quả có hơn 10%. Yên lặng. Một sự tĩnh lặng trong văn phòng. Chỉ có âm thanh của Thẩm Bích Quân gõ nhịp nhàng trên bàn. Tôi nhớ giám đốc mỹ phẩm Tạ Linh Ngọc là vợ của cậu, phải không? Đột nhiên, Thẩm Bích Quân hỏi một câu hỏi không liên quan. Chu Dương mặt đầy bối rối, nhưng anh gật đầu nhẹ nhàng thừa nhận, dù sao thì đây cũng không phải bí mật gì. Nếu sự thật là không thể tìm được một người đại diện tốt, vậy thì, hãy để vợ cậu làm người đại diện. Tôi nghĩ, cô ấy cũng không tệ hơn các minh tinh khác đâu. Nhưng sau đó, những lời của Thẩm Bích Quân khiến Chu Dương hoàn toàn choáng váng. Cái gì, Thẩm Tổng, sao có thể được? Trong một thời gian ngắn, Chu Dương vẫn chưa hoàn hồn, chân tay luống cuống bác bỏ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Thẩm Bích Quân, nội tâm anh cũng dịu xuống một chút. Nếu thêm cả tôi nữa thì sao? Dù sao, điểm xuất phát của bọn tôi cũng là trong thành phố, tôi nghĩ, với mặt mũi của tôi và Tạ Linh Ngọc, chắc không quá tệ chứ. Nhưng Thẩm Bích Quân đã quyết tâm, thậm chí thêm cả chính mình vào đó. Thẩm Tổng, điều này liệu có ổn không? Thành thật mà nói, Chu Dương cũng có một số ý định. Dù sao với tình hình hiện tại, Thẩm Trạch dù đã bỏ ra rất nhiều tiền nhưng những minh tinh đó vẫn chọn đúng về phía Thẩm Trạch. Còn những minh tinh còn lại, không chỉ cả về danh tiếng hay ngoại hình, đều không thể so sánh với Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc. Như vậy mà nói, dường như cách làm này cũng không có vấn đề gì. Chương 63, không phân cao thấp. Một ngày mới, toàn bộ thành phố Đông Hải đang thức dậy sau một đêm ngắn ngủi. Trong ánh nắng buổi sáng, nhiều người đã rời khỏi nhà, sẵn sàng đi học hoặc đi làm. Nhưng họ đột nhiên phát hiện thành phố Đông Hải ngày hôm nay rất khác với thành phố Đông Hải trước đây. Hầu như ở tất cả mọi nơi đều dễ thấy, cho dù thân xe buýt, trạm xe buýt, hay biển taxi hay màn hình LED khổng lồ. Hầu như tất cả những chỗ mà người ta có thể nhìn thấy đều có một thứ giống nhau. Quảng cáo. Đối với người dân ở thành phố Đông Hải, quảng cáo không phải là chuyện hiếm thấy, thậm chí có thể nói đã quen với việc quảng cáo. Nhưng giống như hôm nay, quảng cáo trên quy mô lớn toàn bộ thành phố thì đây là lần đầu tiên. Nhìn xem, đó không phải là FFF Thiên Đoàn sao? Hóa ra là họ, tôi thích bọn họ lắm. Đúng thế, hơn nữa, đó không phải là Trương Tử. Nghiên sao, cô ấy tuổi cũng không còn quá trẻ, thế mà da rẻ vẫn đẹp như vậy. Còn nữa, còn có rất nhiều. Mọi người thấy nhiều minh tinh trên quảng cáo, gần như đều là các minh tinh nổi tiếng trong nhảy mắt là có thể nhận ra. Họ đang làm gì vậy? Có phải là đại diện cho hãng mặt nạ không? Có vẻ là thế, mặt nạ trắng da cấp tốc, là sản phẩm mới. Hình như gần nhà tôi có một cửa hàng. Đây có phải là một thương hiệu mới không? Sao trước giờ chưa từng nghe qua? Không biết, nhưng FFF Thiên Đoàn đã đại diện, thì tôi chắc chắn phải mua. Ngày càng có nhiều người xem những quảng cáo bị thu hút bởi các minh tinh dần dần ghi nhớ sâu sắc mặt nạ trắng da cấp tốc. Nhưng ngay sau đó, một quảng cáo khác xuất hiện, còn làm cho mọi người sáng mắt hơn. Wow, hai người phụ nữ đó là ai thế, đẹp thế? Quả như là tiên nữ hạ phàm vậy. Ôi trời, một trong hai người đó hình như là tổng tài Thẩm Bích Quân của công ty Danh Dương ở Đông Hải. Lần trước tôi dường như nhìn thấy cô ấy từ xa, không ngờ cô ấy lại xinh đẹp đến thế. Trong một thời gian, việc phát sóng hai quảng cáo đã tạo ra một sự bùng nổ trên khắp thành phố Đông Hải. Cùng lúc đó, trên đường đến công ty, Chu Dương cũng liên tục nhìn thấy các quảng cáo đang phát, cười gượng gạo, mặt nạ trắng da cấp tốc, rõ ràng là sản phẩm mà Thẩm Trạch đã làm giả. Các quảng cáo của sản phẩm làm trắng đều được quay bởi công ty quảng cáo Thiên Thành. Mặc dù Chu Dương rất hài lòng, nhưng anh cũng rất cay đắng về quá trình tiến hành, không ai biết đến. Trên thực tế, sau khi Thẩm Bích Quân đưa ra ý tưởng đó, Chu Dương lúc đầu cũng đã từ chối. Cho dù là Thẩm Bích Quân hay Tạ Linh Ngọc, cả hai đều là tự thân đi lên vị trí tổng tài. Để cho họ xuất đầu lộ diện quay quảng cáo, chung quy cũng có một chút ảnh hưởng. Nếu để người ngoài nhìn thấy, không biết họ sẽ nghĩ gì. Huống hồ, mặc dù Chu Dương cảm thấy rằng nhan sắc hai người rất đẹp, nhưng dù sao, cũng không nổi tiếng bằng những minh tinh, quảng cáo quay ra có thể cũng không được công nhận. Điều quan trọng nhất là, nếu Chu Dương đề bạt, đối với Tạ Linh Ngọc mà nói, cô chắc chắn sẽ không đồng ý với những ý tưởng hoang đường như vậy. Nhưng điều khiến Chu Dương ngạc nhiên là khi anh và Tạ Linh Ngọc tình cờ đề cập đến, Tạ Linh Ngọc chỉ đơn giản hỏi một câu rồi lập tức đồng ý. Thẩm Bích Quân cũng sẽ ra mặt chứ? Nghĩ đến vẻ mặt của Tạ Linh Ngọc lúc hỏi mình câu hỏi này,
Chu Dương cảm thấy có chút ớn lạnh như thể anh đang bị thứ gì đó nhìn chằm chằm. Công ty Danh Dương. Toàn bộ công ty đều đang làm việc rất căng thẳng. Việc quảng bá mặt nạ trắng da chống lão hóa có nghĩa là mặt nạ này sẽ được ra mắt và cạnh tranh với mặt nạ của các thương hiệu khác. Khi đến công ty, Chu Dương cảm thấy mọi người ai ai cũng căng thẳng. Chị Diệp, chị đi nói với mọi người, đừng căng thẳng quá, công việc cứ từ từ làm, nhưng hãy luôn chú ý đến việc đầu tư quảng cáo và còn phải chú ý đến lượng mặt nạ từ bên nhà máy được gửi đến các điểm tiêu thụ. Thấy nhiều người căng thẳng như thế, Chu Dương không thể không lo lắng. Nhưng anh biết rằng bây giờ mới chỉ là khởi đầu, khi mặt nạ chính thức được tung ra, đó mới là thời điểm căng thẳng nhất. Cùng lúc đó, bên phía công ty Tuấn Phát, cũng đang rơi vào tình trạng căng thẳng cao độ. Trần Tuấn Sinh thậm chí cả đêm không ngủ, lúc nào cũng chỉ đạo tất cả các bộ phận của công ty nắm bắt độ phủ sóng của mặt nạ trắng da cấp tốc. Tình hình bây giờ thế nào rồi? Tất cả các cửa hàng đều có nguồn hàng đầy đủ chứ? Còn nữa, bên phía Thẩm Thiếu Gia có tin tức gì không? Các người nhất định phải sốc lại tinh thần. Miễn là hôm nay có thể đánh bại mặt nạ tinh chất trắng da của công ty Danh Dương, tôi sẽ thưởng cho mỗi người một bao lì xì lớn. Trần Tuấn Sinh nhìn nhân viên công ty đang bận rộn, liền phấn khích nói. Thành thật mà nói, anh ta không ngờ rằng Thẩm Trạch lại chiếu cố anh ta như vậy, để cho anh ta toàn quyền quản lý việc tiêu thụ mặt nạ trắng da cấp tốc ở Đông Hải. Điều khiển anh phấn khích nhất chính là việc anh có thể trực tiếp đánh bại mặt nạ trắng da chống lão hóa của công ty Danh Dương, đánh bại Chu Dương để trả thù cho việc bị sỉ nhục. Chu Dương, hãy chờ đấy, tôi nhất định phải xem lúc công ty Danh Dương thất bại thảm hại, cậu sẽ thành bộ dạng gì. Lúc này, Thẩm Trạch vừa rời khỏi Thẩm gia. Sau khi báo cáo các sự tình ngày hôm nay với ông bà Thẩm, hắn ta tràn đầy tự tin. Lần này, đối đầu với mặt nạ của công ty Danh Dương không phải chỉ mình hắn ta quyết định, mà còn có cả Thẩm gia. Kể từ lần tại khách sạn Huy Hoàng, Thẩm Duy Ngôn và Thẩm Trạch bị sỉ nhục, bọn họ lòng dạ bất mãn, quyết tâm lên kế hoạch để lấy lại thể diện. Mà mặt nạ tất nhiên đã trở thành một bước đột phá mà họ xem trọng. Tiểu Vương, Trần Thiên Hậu và Triệu Thiên Vương cậu đã xử lý xong chưa? Nếu chưa xử lý xong thì đừng đến gặp tôi. Thẩm Trạch gọi điện thoại, hét lên với người phía bên kia. Thẩm Thiếu Gia, yên tâm đi, tôi đã ra tay. Bất kể có là Thiên Hậu Thiên Vương gì, thì nhất định sẽ đưa từng người đến Đông Hải. Một giọng nói ảm đạm phát ra từ điện thoại, đầy sự nịnh hót. Rất tốt, tôi phải cho con tiện nhân Thẩm Bích Quân biết, xúc phạm Thẩm Trạch tôi, kết cục sẽ ra sao. Còn nữa, tin tức bên Minh Đại cậu phải sắp xếp cho tốt. Hôm nay, tôi sẽ cho loại tạp chủng Thẩm Bích Quân và Chu Dương nổi danh. Thẩm Trạch nhổ một bãi, rồi cúp máy. Chu Dương bây giờ vẫn chưa biết rằng Thẩm Trạch đã bí mật lên kế hoạch cho một âm mưu đặc biệt nhắm vào công ty Danh Dương. Tại thời điểm này, Chu Dương, Thẩm Bích Quân và Hổ Gia tất cả đều đang ngồi trong văn phòng của Thẩm Bích Quân. Về phần Tạ Linh Ngọc, cô đang lên kế hoạch cho mỹ phẩm duyệt kỷ của riêng mình, đưa mặt nạ trắng da chống lão hóa ra khắp thị trường Đông Hải. Ha ha, Thẩm Tổng, không ngờ rằng cô sẽ hy sinh lớn như vậy, lại đích thân đi quay quảng cáo, tại hạ thật bái phục bái phục. Hổ Gia cười ha ha nói, đưa ngón tay cái lên nhìn Thẩm Bích Quân. Là bề trên, Hổ Gia cũng rất bất ngờ trước quyết định của Thẩm Bích Quân, nhưng cũng thêm phần quyết tâm để hợp tác với công ty Danh Dương. Có một người lãnh đạo kiên quyết như vậy, công ty Danh Dương nhất định sẽ càng phát triển, đến lúc đó, Hổ Gia tất nhiên sẽ nhận được nhiều cơ hội hợp tác và nguồn đầu tư hơn. Gần đến giờ rồi, bây giờ để chúng tôi xem, hai loại mặt nạ, rốt cuộc cái nào tốt hơn. Chu Dương xem thời gian, chỉ còn vài phút trước thời gian dự kiến cho ra mắt mặt nạ, chỉ mấy phút nữa là 9 giờ sáng. Chẳng mấy chốc, đã 9 giờ. Thẩm Tổng, Chu Tổng, có tin tức phản hồi rồi, toàn bộ thành phố Đông Hải đã bán được 3.000 hộp trong một phút. Ngay sau đó, Diệp Sở Thiến bước vào với sự phấn khích và thông báo thông tin. Trên khắp thành phố Đông Hải, tất cả các điểm bán mặt nạ trắng da chống lão hóa đều đã thiết lập một mạng lưới bán hàng hoàn chỉnh. Mỗi hộp mặt nạ được bán sẽ được ghi lại trong hệ thống. Công ty Danh Dương có thể nhanh chóng kiểm tra trực tiếp từ nội bộ công ty. Chương 64, mọi người đều chạy hết rồi. Công ty Danh Dương. 5 phút, 15.000 bộ. 10 phút, 20.000 bộ. Nửa tiếng, 50.000 bộ. Diệp Sở Thiến cứ chạy đi chạy lại giữa văn phòng của phòng truyền thông và Thẩm Bích Quân, báo cáo toàn bộ số liệu đến. Tâm trạng của ba người Chu Dương cũng dần dần dịu bớt. Trước mắt trong ngành công nghiệp mỹ phẩm, khi các sản phẩm mới được tung ra, thường cả ngày mới bán được xấp xỉ 10.000 bộ,
Mặt nạ trắng da chống lão hóa chỉ trong nửa giờ ra đã bán được 50.000 bộ. Có thể hình dung trong một thời gian ngắn nhất định có thể bán được 100.000 bộ. Ha ha, có vẻ như lần này chúng ta đã thành công. Hổ ra cười lớn, trông rất phấn khích. Dù sao, đây là lần đầu tiên ông lấn sang ngành mỹ phẩm và cũng là lần đầu tiên hợp tác với công ty danh dương. Lúc đầu, đó chỉ là một sự hợp tác nhỏ nhỏ, nhưng vì cơ duyên với Chu Dương, Hồ Gia lại gia tăng hợp tác. Vốn dĩ ông cũng không nghĩ đến bất kỳ thành tựu nổi bật gì, chỉ là để thiết lập mối quan hệ với Chu Dương và làm bước đệm cho sự hợp tác trong tương lai. Nhưng hiện tại, mặt nạ trắng da và chống lão hóa có thể là một thành công lớn, tự nhiên khiến ông rất phấn khích. Dù sao, điều đó có nghĩa rằng ông đã nhìn trúng Chu Dương, không phải là một lựa chọn sai lầm. Dù sao từ đầu đến cuối, toàn bộ dự án mặt nạ trắng da và chống lão hóa đều do Chu Dương phụ trách. Bây giờ đạt được thành công, Chu Dương tất nhiên có công lao lớn nhất. Đừng vội vàng thế, đây chỉ là tình hình bên chúng ta, còn phải nhìn vào tình hình tiêu thụ của mặt nạ bên kia. Nhưng Chu Dương cũng không kích động lắm. Ngược lại, anh ngồi xuống ghế một cách bình tĩnh và im lặng trầm tư. Tại giờ khắc này, công ty Tuấn Phát, dữ liệu bán hàng của tất cả các cửa hàng tiêu thụ mặt nạ trắng da cấp tốc thành phố Đông Hải được thu thập ở đây. Trần Tổng, trong 10 phút, chúng ta đã bán được 20.000 bộ. Trần Tổng, 15 phút, 30.000 bộ. Trần Tổng, nửa tiếng, gần 50.000 bộ. Theo cách tương tự, một loạt dữ liệu liên tục được đặt trước mặt Trần Tuấn Sinh, khiến anh ta choáng váng. Những con số tiêu thụ này, trước đây, anh không dám mơ tưởng đến. Phải biết rằng, họ không mất nhiều chi phí vào mặt nạ trắng da cấp tốc, vì vậy tất cả số tiền bán ra gần như là lợi nhuận. Theo giá mặt nạ hiện tại, một bộ có giá 599 nhân dân tệ, 50.000 bộ thì xấp xỉ 30 triệu nhân dân tệ, khoảng 99 tỷ VND. Đây có lẽ còn nhiều hơn số vốn bỏ ra của công ty Tuấn Phát. Tốt quá, mau thông báo cho Thẩm thiếu gia. Trần Tuấn Sinh cười lớn thông báo tin tức cho Thẩm Trạch. Tình hình bên kia thế nào? Tuy nhiên, Thẩm Trạch không hào hứng như Trần Tuấn Sinh tưởng tượng. Thay vào đó, anh bình tĩnh hỏi dữ liệu bản hàng của bên kia. Trần Tổng, tôi có quen một người làm việc trong công ty danh dương. Vừa đây, số liệu họ vừa phản hồi là trong nửa giờ, bên kia đã bán 50.000 bộ mặt nạ, nhiều hơn chúng ta. Lúc này, trợ lý của Trần Tuấn Sinh e dè nói. Mặc dù giọng nói của anh ta rất nhỏ, Thẩm Trạch vẫn nghe rõ ràng trên điện thoại. Ít hơn họ, làm sao có thể ít hơn họ? Trần Tuấn Sinh, cậu làm sao thế? Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được à? Thẩm Trạch đột nhiên tức giận, đập tay lên bàn, ngay lập tức ném vỡ tách trà, toang, tách trà vỡ tan. Trần Tuấn Sinh lạnh người, liên tục cười xòa. Thẩm thiếu gia bớt giận, đây mới chỉ là khởi đầu, mặt nạ của chúng ta bán rẻ hơn bọn họ. Chắc chắn sẽ có nhiều người nhận ra điều này, và chọn mua mặt nạ của chúng ta, 2 giờ sau, chúng ta sẽ vượt qua họ. Trán của Trần Tuấn Sinh đầy mồ hôi, liên tục cam đoan. Được rồi, tôi sẽ cho cậu thêm 2 tiếng nữa. Nếu sau 2 tiếng cậu vẫn không thể vượt qua họ, thì cơ hội lần này sẽ không liên quan gì đến cậu nữa. Thẩm Trạch hung hăng nói, lập tức cúp điện thoại. Bốp! Vào lúc Thẩm Trạch vừa tắt máy, Trần Tuấn Sinh lập tức phứt điện thoại về phía trước và đánh thẳng vào đầu trợ lý. Trong nháy mắt, đầu trợ lý bị đánh, máu bất ngờ chảy ra. Tại mày lắm chuyện, tao bảo mày nói à. Từ giờ trở đi, mày bị sa thải. Cút. Khuôn mặt của Trần Tuấn Sinh hung dữ, hắn trút tất cả sự tức giận từ Thẩm Trạch lên người trợ lý của mình. Mau, bảo mọi người trong tất cả các cửa hàng làm việc cật lực hơn. Nếu không vượt qua công ty danh dương, tất cả họ đều bị trừ tiền lương. Lúc này, toàn bộ thành phố Đông Hải rơi vào cuồng hoan. Đặc biệt đối với phụ nữ, một lúc ra mắt 2 loại mặt nạ, họ như bắt được của quý. Hiệu ứng sắc màu, truyền thông độc đáo và rất người nổi tiếng đại diện đã khiến mặt nạ trắng da cấp tốc trở thành lựa chọn hàng đầu cho tất cả các cô gái trẻ. Còn việc truyền thông của mặt nạ trắng da chống lão hóa có mối quan hệ của Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc, cũng khiến nhiều người ở thành phố Đông Hải ngưỡng mộ, ai ai cũng tích cực ủng hộ. Bởi vì những người này thường là những người phụ nữ trưởng thành hơn, sức mua của họ mạnh hơn nhiều so với các cô gái trẻ. Điều này sẽ làm cho lượng tiêu thụ của mặt nạ trắng da chống lão hóa trong thời gian đầu tốt hơn so với mặt nạ trắng da cấp tốc. Thời gian trôi qua, những người luôn quan tâm đến việc ra mắt 2 mặt nạ này gần như đã bắt đầu nhập cuộc. Nhưng vẫn còn nhiều người đến đây vì tiếng tăm, họ vẫn do dự không biết nên chọn cái nào.
12 giờ trưa. Tạ Linh Ngọc đang bận rộn trong cửa hàng chính của mỹ phẩm Duyệt Kỳ. Cô và nhân viên của mình chưa có thời gian để uống nước, bây giờ có chút mệt mỏi. Tạ Tổng, tốt quá rồi. Mặt nạ của chúng ta đang bán rất chạy và công ty chúng ta chắc chắn sẽ tốt lên. Mặc dù các nhân viên đang bận rộn nhưng khi thấy khách hàng đông đúc trong cửa hàng họ cũng cực kỳ vui vẻ. Đúng thế, mọi người yên tâm, mỹ phẩm Duyệt Kỳ sẽ ngày càng tốt hơn. Khi sự kiện này kết thúc, tôi chắc chắn sẽ thưởng lớn cho mọi người. Tạ Linh Ngọc cũng kịp thời cổ vũ nhân viên. Nhìn xem, bên phía mặt nạ trắng da cấp tốc có một minh tính đến kìa. Trời ơi, đó là Triệu Tiểu Đao. Tôi rất thích những bài hát anh ấy hát. Chúng ta nhanh qua đó xem đi. Nếu chậm, sẽ không thấy mất. Trời ơi, bạn tôi nói rằng cửa hàng chính của mặt nạ trắng da cấp tốc đã mời Trần Thiên Hậu và Triệu Thiên Vương giờ đã đông nghẹt rồi, chúng ta nhanh chân lên. Nhưng chẳng mấy chốc, không biết ai đã hét lên một tiếng, và rồi cả cửa hàng bùng nổ. Ngay sau đó, mọi người đều ồ ạt chạy nhanh đi. Khi Tạ Linh Ngọc thấy sự bất thường, cô nhanh chóng theo dõi và phát hiện ra rằng tất cả những khách hàng này toàn bộ đang đổ xô đến điểm bán hàng của mặt nạ trắng da cấp tốc phía đối diện. Chuyện này là thế nào? Tạ Linh Ngọc cau mày, tim đập mạnh vài nhịp, thầm cảm thấy có gì đó không ổn. Không hay rồi, Tạ Tổng. Đối phương đã mời các minh tinh đến, mọi người đều bị thu hút. Bây giờ trong cửa hàng không còn ai. Một nhân viên chạy lại với khuôn mặt buồn bã nói với Tạ Linh Ngọc chuyện gì đã xảy ra. Cái gì? Sao lại thế? Nhanh báo cho công ty Danh Dương, hỏi họ đối phương đang làm cái quái gì thế? Công ty Danh Dương. Dữ liệu tăng liên tục khiến mọi người phấn khích. Họ thậm chí đã thầm tưởng tượng về việc cuối cùng công ty sẽ trả bao nhiêu tiền thưởng. Không hay rồi, số liệu tiêu thụ tại tất cả các điểm bán hàng đang giảm, hơn nữa còn giảm mạnh. Không đúng, số liệu tiêu thụ của mặt nạ trắng da tốc đang điên cuồng tăng lên. Chương 65, sự giúp đỡ bất ngờ. Thẩm Tổng. Chu Tổng, tình hình không ổn rồi. Diệp Sở Thiến đẩy cánh cửa văn phòng, bước vào với khuôn mặt nghiêm trọng, phân phát các tệp dữ liệu vừa được sắp xếp cho Chu Dương. Chuyện gì đã xảy ra? Chu Dương nhướng mày, nghi ngờ hỏi, sau đó mở tập tài liệu. Trong nháy mắt, tim Chu Dương đập mạnh, cả lồng ngực anh không ngừng phập phồng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Chu Dương trầm giọng hỏi. Thẩm Bích Quân và Hổ Gia cũng xem số liệu. Vẻ mặt cả hai đều trông rất nghiêm trọng. Số liệu cho thấy từ 12 giờ trưa, tất cả số liệu tiêu thụ của các điểm bán mặt nạ trắng da chống lão hóa bắt đầu giảm. Sau nửa giờ, tức là vào lúc 12 giờ 30, hầu như không có số liệu nào được nhập tại tất cả các điểm bán hàng. Nói cách khác, lúc 12 giờ 30, không có bộ mặt nạ nào được bán tại tất cả các điểm bán mặt nạ trong toàn thành phố Đông Hải. Điều này căn bản là không thể xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Mau đi kiểm tra đi, nhanh lên. Chu Dương biết rằng không thể chỉ chờ đợi, phải nhanh chóng tìm ra ngọn nguồn toàn bộ sự việc. Chu Tổng, đây là tin nhắn từ cửa hàng chính của mỹ phẩm Duyệt Kỹ. Lúc này, phòng truyền thông gửi đến tin tức. Chính là thông tin Tạ Linh Ngọc gửi qua Chu Dương, đối phương có vẻ đã mời rất nhiều minh tinh thu hút sự chú ý tất cả khách hàng. Mặc dù chỉ là một câu đơn giản nhưng thông tin được tiết lộ không hề nhỏ. Trong lúc nhất thời, Chu Dương, Thẩm Bích Quân và Hổ Gia rơi vào im lặng. Thành thật mà nói, chiêu này, họ thực sự không nghĩ đến. Chu Dương chỉ nghĩ rằng bên kia sẽ mời những người nổi tiếng đó để quảng cáo, nhưng không ngờ rằng bên kia lại để cả người nổi tiếng xuất hiện tại cửa hàng. Do đó, việc quảng bá mặt nạ trắng da và chống lão hóa cơ bản không cạnh tranh nổi. Chu huynh đệ. Dường như lần này bên kia quyết tâm dồn chúng ta vào đường cùng. Sau khi xem xong, Hổ Gia cũng chỉ cười cay đắng. Tại thời điểm này, mọi người có mặt ở đó đều biết rằng họ không còn cách nào cả. Đối mặt với các thủ đoạn của đối phương, không có sự chuẩn bị, thì gần như không có biện pháp đối phó. Hơn nữa, những minh tinh đó đã được Thẩm Trạch mua chuộc từ lâu, gần như không thể thực hiện bất kỳ hình thức tuyên truyền nào cho mặt nạ trắng da chống lão hóa. Không. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, hãy bảo phòng truyền thông và phòng kế hoạch liên lạc với các minh tinh chưa bị bên kia mua chuộc, cả khi giá cao hơn một chút. Chu Dương lạnh giọng nói. Tại thời điểm này, nếu họ không làm gì, họ chắc chắn chấp nhận thất bại, và không có khả năng đảo ngược tình thế. Đây không phải là những gì Chu Dương muốn thấy. Ở phía bên kia, công ty Tuấn Phát. Thẩm thiếu gia, không phải anh nói là sẽ cho em thời gian à?
Trần Tuần Sinh nói một cách lo lắng, giọng đầy thận trọng, cũng không dám nói to. Cho cậu thời gian, ha, Trần Tuần Sinh, cậu nói rằng trong 2 tiếng, có thể lật đổ mặt nạ tinh chất trắng ra, nhưng tôi đã cho cậu 3 tiếng, kết quả thì sao? Nếu cậu đã không làm được, vậy thì đích thân tôi sẽ ra tay. Giọng của Thẩm Trạch lạnh lùng, không cảm xúc, vậy Thẩm thiếu gia, việc đã. Lồng ngực Trần Tuần Sinh trùng xuống, anh ta biết rằng, lời mà Thẩm Trạch đã nói căn bản sẽ không thay đổi. Vì vậy, thật cẩn thận, muốn xem Thẩm Trạch có thể nương tay với hắn chút nào không, dù sao trong khoảng thời gian này. Hắn cũng đã làm nhiều việc cho Thẩm Trạch, cậu vẫn còn muốn được trả tiền. Vốn dĩ đã nói, chỉ khi việc lần này thành công, đẩy công ty Danh Dương vào đường chết thì 30% lợi nhuận sẽ thuộc về cậu. Nhưng bây giờ, cậu đã không còn cơ hội rồi. Thẩm Trạch lạnh lùng buông một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Còn Trần Tuần Sinh đang cầm điện thoại di động, sắc mặt biến sắc. Khốn nạn, mày nghĩ mày là ai? Nếu không có tao, mày có thể đưa mặt nạ trắng ra cấp tốc ra thị trường nhanh như vậy không? Bây giờ nói lật mặt thì liền lật mặt. Trần Tuần Sinh vô cùng tức giận, đến nỗi hắn hất tất cả những thứ trên bàn xuống sàn và gào lên dữ dội trong văn phòng. Các nhân viên khác của công ty Tuấn Phát chỉ có thể nhìn từ bên ngoài với nỗi sợ hãi, không ai dám vào trong xem. Dù sao, người trợ lý vừa bị sa thải cũng là một tấm gương. Tuy nhiên, sự tức giận của Trần Tuần Sinh cũng không có tác dụng và không ảnh hưởng gì đến quyết định của Thẩm Trạch, thậm chí Thẩm Trạch cũng chả biết. Về phía Chu Dương, sau khi ra chỉ thị, phòng truyền thông và phòng kế hoạch lập tức hành động, liên lạc với các minh tinh chưa được Thẩm Trạch thu phục. Chu Dương, cậu nghĩ lần này chúng ta có bao nhiêu cơ hội? Khuôn mặt Thẩm Bích Quân không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt cô có chút ảm đạm. Tôi cũng không biết, lần này, đối thủ quá bất ngờ, trước đó một chút tin tức cũng không có. Có vẻ như em trai của cô Danh Hạ quyết tâm đối phó với chúng ta. Chu Dương lắc đầu, cười cay đắng. Lần này Thẩm Trạch ra tay, thực sự làm anh vô cùng ngạc nhiên, đồng thời không có sự chuẩn bị, nên khi đối mặt với sự việc, có vẻ có chút hoảng loạn. Nhưng Chu Dương một khắc cũng ngừng suy nghĩ. Nếu đối phương đã triệt tiêu hoàn toàn mặt nạ làm trắng da chống lão hóa trên phương diện truyền thông, thậm chí thu hút hết khách hàng đến cửa hàng của họ, vậy thì, những phương diện khác phải có điểm yếu. Và đó là bước đột phá để Chu Dương chống trả. Chu Tổng, Thẩm Tổng, phòng truyền thông đã liên lạc, không một ai đồng ý tuyên truyền cho chúng ta. Lúc này, Diệp Sở Thiến bước vào với khuôn mặt nghiêm trọng, thông báo một tin rất xấu. Mời những người nổi tiếng khác đến truyền thông là cách thứ nhất Chu Dương nghĩ đến và cũng là cách trực tiếp nhất để cạnh tranh với đối thủ. Tuy nhiên, rõ ràng là dưới cục diện cách biệt như vậy, các minh tinh sẽ không mạo hiểm để quảng bá mặt nạ trắng da chống lão hóa đang có vẻ như sắp thất bại. Hay là, chúng ta nghĩ biện pháp về giá. Giá của mặt nạ trắng da cấp tốc là 599 nhân dân tệ, của chúng ta là 799. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể hạ giá. Hồ Gia trầm tư một lúc lâu, chậm rãi nói. Không được, gần như ngay lập tức, Chu Dương phản đối ý tưởng của Hồ Gia. Mọi người nhìn Chu Dương, tự hỏi tại sao anh ta lại kích động như thế. Chỉ là giá cả thôi mà. Trong tình hình hiện tại, ngoài động vào giá cả thì còn có cách nào khác sao? Giá không thể sửa đổi. Mọi người nghĩ mà xem, nếu bây giờ chúng ta sửa đổi giá, mặt nạ rẻ hơn, vậy thì những người đã mua mặt nạ ở mức giá ban đầu sẽ nghĩ gì? Những lời nói của Chu Dương giống như một cái búa, khiến mọi người thức tỉnh. Một khi những khách hàng mua với giá trước có tâm lý chống lại, chắc chắn sẽ dẫn đến một làn sóng trả hàng. Đến lúc đó, ngay cả khi Hoàng đế Ngọc Hoàng giáng trần, tôi sợ rằng cũng sẽ không cứu nổi chúng ta. Chu Dương lạnh lùng nói. Xin lỗi, là tôi đã không suy nghĩ thấu đáo nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, Hồ Gia liên tục xin lỗi. Bầu không khí trong toàn văn phòng một lần nữa lại trở nên ngưng động. Chu Tổng, Thẩm Tổng, có một tin tốt. Dữ liệu bán hàng của cửa hàng đang bình ổn trở lại, hơn nữa còn đang tăng lên. Đúng lúc này, người của phòng truyền thông bất ngờ hét lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong công ty. Chuyện gì vậy? Chu Dương cau mày, vội vàng nhìn về phía Diệp Sở Thiến và ý bảo cô ấy đi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chu Tổng, hình như có một minh tinh đã tuyên truyền cho mặt nạ của chúng ta. Chương 66, hóa ra là cô ấy. Thật tốt quá, cuối cùng cũng có minh tinh chịu tuyên truyền cho chúng ta. Đúng vậy. Lại còn là Rocket Girl yêu thích của tôi. Nhanh thông báo tin tốt này cho Chu Tổng, Thẩm Tổng.
các nhân viên của bộ phận truyền thông vẫn luôn theo dõi động tĩnh từ bên ngoài. Lần đầu tiên họ phát hiện số liệu từ các điểm bán có sự phục hồi và tăng trưởng rõ rệt. Điều quan trọng nhất là họ nhanh chóng phát hiện ra rằng có minh tinh đã bắt đầu tuyên truyền mặt nạ trắng da chống lão hóa trên Internet. Thẩm Tổng, Chủ Tổng, có vẻ như có minh tinh đã tuyên truyền mặt nạ trắng da chống lão hóa của chúng ta, thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ, vì vậy số liệu tiêu thụ đã tăng trở lại. Diệp Sở Thiến sau khi hỏi rõ tình hình, liền thông báo cho mấy người Chu Dương. Có minh tinh đã tuyên truyền, chị có biết đó là ai không? Chu Dương hơi sửng sốt, không khỏi nghi hoặc hỏi. Vừa nãy, phòng truyền thông và phòng kế hoạch đã cùng nhau làm việc liên lạc với các minh tinh tuyên truyền mặt nạ, nhưng không ai trong số họ đồng ý. Vậy sao bây giờ lại có minh tinh tuyên truyền rồi? Nghe họ nói, có vẻ như là Rocket Girl, nhưng tôi không chú ý đến những chuyện này, nên cũng không biết Rocket Girl là ai. Tôi đã yêu cầu họ gửi thông tin về Rocket Girl. Diệp Sở Thiến không nhanh không chậm nói. Chu Dương gật đầu, trong lòng thoảng một dòng suy nghĩ. Là được tuyên truyền trên mạng ư? Sau khi hỏi địa điểm truyền thông của đối phương ở đâu, Chu Dương lần đầu tiên cầm điện thoại, mở Weibo và tìm kiếm Weibo của Rocket Girl. Mặt nạ trắng da chống lão hóa hoàn toàn mới, hiệu quả dưỡng ẩm và làm trắng là tuyệt vời, bạn nên dùng nhé. Bắn tim. Trên trang nhất Weibo của Rocket Girl, Chu Dương nhìn thấy bài đăng tuyên truyền cho mặt nạ IO của mình, điều làm anh ngạc nhiên chính là, dưới Weibo này, số lượt thích, bình luận và chia sẻ đã vượt quá 1 triệu lượt. Hơn nữa, Weibo này chỉ vừa mới đăng 1 phút trước. Rocket Girl này có phải rất hot không? Mặc dù Chu Dương không biết Rocket Girl rốt cuộc là ai, nhưng đối với một số điều trong ngành giải trí anh vẫn rất rõ. Giống như Weibo của một số minh tinh nói chung, sau khi đăng, lượt thích, bình luận và chia sẻ có thể đạt 10.000 lượt, đã là khá nổi tiếng. Những người là vua là hoàng hậu đi chăng nữa khó khăn lắm mới được 100.000 lượt. Vậy mà Rocket Girl này trong một phút ngắn ngủi đã có hàng triệu lượt tương tác. Chu Tổng, đây là tư liệu của Rocket Girl. Không đợi Chu Dương hỏi lại, Diệp Sở Thiến đã giao một số thông tin công khai của Rocket Girl. Chu Dương lấy tài liệu, chỉ mới liếc nhìn đã lập tức cau mày. Bởi anh thấy một khuôn mặt rất quen thuộc, Rocket Girl không phải là một người, mà là một nhóm ba người. Lúc này trên tập tài liệu, Chu Dương nhìn vào cô gái đứng ở giữa cảm thấy rất quen thuộc. Chu Dương, có chuyện gì vậy? Cậu có quen Rocket Girl không? Thẩm Bích Quân thấy bộ dạng kỳ lạ của Chu Dương và đành phải nhẹ giọng hỏi. Có một chút quen mặt, chờ một chút. Chu Dương suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không thể nghĩ ra anh đã nhìn thấy người này ở đâu. Thông tin trên tài liệu không đầy đủ, Chu Dương liền nhấp vào Weibo của Rocket Girl và xem nó một cách cẩn thận. Hóa ra là cô ấy. Sau khi xem được một lúc, Chu Dương mới nhớ ra người này là ai. Là ai? Lần này, không chỉ Thẩm Bích Quân, mà cả những người khác cũng tò mò. Rốt cuộc, một minh tinh có lượng tương tác lớn như vậy, cho dù là bọn họ, cũng không quen biết Tô Hiểu Manh. Đó là một cô bé tôi gặp ở câu lạc bộ Silver Lake. Tôi không nghĩ cô ấy là một minh tinh. Đúng vậy, cái người khiến Chu Dương cảm thấy quen thuộc chính là Tô Hiểu Manh, lần trước họ gặp nhau tại câu lạc bộ Silver Lake. Lúc đó, cô đưa Chu Dương và Tạ Linh Ngọc tham gia bữa tiệc sinh nhật của Trần Hân. Hộp mặt nạ phiên bản giới hạn mà Chu Dương tặng, đã được Trần Hân đưa cho Tô Hiểu Manh. Hình trên Weibo này, chính là hộp mặt nạ mà Chu Dương đã tặng. Tinh tinh tinh. Lúc này, điện thoại di động của Chu Dương reo lên, và số người gọi là số lạ. Alo. Sau khi Chu Dương bắt máy, anh bình tĩnh nói. Alo, đoán xem là ai đây? Chỉ có một giọng nói kỳ quái phát ra từ bên kia, mơ hồ có vài tiếng cười xen lẫn. Tô Hiểu Manh. Không rõ lý do gì, Chu Dương vô thức nói ra cái tên này. Dẫu sao, nói chuyện với anh bằng giọng điệu này dường như cũng chỉ có đứa bé lanh lợi Tô Hiểu Manh. A hát, anh vậy mà cũng đoán ra em à. Anh Dương, anh có phải luôn đợi điện thoại của em không? Đột nhiên, một tiếng hét sợ hãi phát ra từ điện thoại. Sau đó, Tô Hiểu Manh cũng hét lên vì ngạc nhiên. Tiếng hét này của cô không quá to, nhưng mọi người khác trong văn phòng lúc này đều nhìn vào Chu Dương. Trong một vài ánh mắt, đầy sự tò mò và thắc mắc. Bọn họ vừa nghe thấy một âm thanh lạ từ điện thoại. Anh Dương. Chỉ cần nghĩ về nó, tất cả mọi người ở đấy đều cảm thấy nổi da gà. Chu Dương, không ngờ cậu lại có bản lĩnh như vậy, ngay cả những minh tinh hot như Rocket Girl cũng có thể thu hút.
Đột nhiên, Thẩm Bích Quân nói một câu bằng quâu. Sau đó, những người khác nhìn Chu Dương với một nụ cười xấu xa. Chu huynh đệ, bái phục, thật không ngờ cậu lại có bản lĩnh này, sớm biết như thế, bọn tôi đã không phải lo lắng rồi. Hổ gia cũng nở một nụ cười mà mọi người đàn ông đều hiểu, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Chu Dương. Sự việc thực sự không phải là như những gì mọi người nghĩ. Chu Dương ra sức giải thích, nhưng anh cũng không biết phải nói gì. Không thể nói việc Tô Hiểu Manh chủ động tìm anh ở nơi công cộng ra được. Như vậy, đối một cô gái mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Anh Dương, anh còn ở đó không? Anh đã xem Weibo em đã đăng chưa? Em đã tuyên truyền cho anh đấy nhé. Anh chuẩn bị cảm ơn em như thế nào đây? Giọng nói mềm mại của Tô Hiểu Manh lại vang lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào khuôn mặt của Chu Dương, chờ đợi anh trả lời. Ha ha, thực sự rất muốn cảm ơn em. Em đã giúp anh một chuyện lớn. Đợi khi nào em rảnh, anh mời em đi ăn cơm. Chu Dương đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, cười xòa nói. Tốt quá, vậy cuối tuần này em rảnh. Anh Dương, đừng gạt em nhé. Được rồi, em phải đi luyện tập rồi, tạm biệt. Tô Hiểu Manh cười khẽ nói, tiếng cười như tiếng chuông gió thổi, rất mê hoặc. Mọi chuyện thực sự không như mọi người nghĩ, thành thật mà nói, tôi chỉ mới gặp mặt cô ấy một lần. Chu Dương cúp điện thoại và nhỏ giọng giải thích. Nhưng là căn bản là không ai nghe anh giải thích. Chu Dương, lần này tất cả chúng ta có thể nhờ vào cô ấy, vì vậy trách nhiệm trên vai cậu rất nặng nề day. Nhưng Thẩm Bích Quân căn bản không cho anh cơ hội giải thích, cô nói với tình ý sâu xa. Tuy nhiên, bây giờ, chúng ta vẫn phải đối phó tốt với Thẩm Trạch. Chu Dương, cậu có ý tưởng mới nào không? Thẩm Bích Quân nhìn sang Chu Dương. Lúc này, cô đã ổn định hơn. Giọng điệu cũng có sức sống hơn lúc đầu. Vừa nãy tôi còn chưa nghĩ ra, nhưng bây giờ, có rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.